Ơi, qua những cái bài của các bạn vừa nộp cho anh á thì ok, anh cũng thấy có một vài bạn rất là cố gắng. Nói chung là các bạn làm dần dần khá ổn. Nhưng mà ở các bước này á, các bạn cố gắng mình chỉnh cái sếp càng nhiều càng tốt ha. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn tiến hành gom tất cả các đống này trở thành một mess đó, thì lúc đó các bạn sửa khối rất là khó. Ví dụ như ở đây, để coi thứ tự, thì 1, 2, 3. Cái này chắc của Nhân đúng không? Phải cái file này của Nhân không Nhân? Thì ở đây á, cái sếp của Nhân á, nó vẫn còn chưa có được ổn lắm. Các ngón ngay chỗ này nè, nó cho của em á, nó cái tỷ lệ giữa các ngón nó chưa có được, không có được đúng lắm. Thằng thì rất là bự, thằng thì khá là nhỏ ha. Còn các bạn ở đây á thì những cái chỗ này tạm thời thì nó ổn, nhưng mà đôi khi các bạn chắc các bạn cũng chưa có check lại cái sếp của mình. Thì để anh sẽ nói từ từ dần lại một qua một vài bài cái đã. Rồi, quay trở lại cái của Nhân đi. Thì cái phần này của Nhân á, thứ nhất là cái phần mấy phần ngón tay nè, cảm giác nó rất là bè cái phần khúc này. Hiếu mới nộp bài. Rồi giờ nó mới có lên đây. Rồi, ok Như Hiếu. Của Hiếu nộp là Rosette nha. Mai mốt em cố gắng nộp cho anh GTL á. Tại vì GTL á, anh sẽ có thể bỏ được nhiều bài của các bạn vào. Chứ còn Rosette là anh chỉ có thể mở đúng có một cái file của các bạn thôi, nên rất là khó để so sánh. Còn Rosette thì các bạn cứ theo Rosette của các bạn ở tại nhà, cũng cái đó không có quan trọng lắm. Giống như là mai mốt các bạn mà có đi làm công ty khác hay là gì đó, thì các bạn khi nộp file á, các bạn hiếm khi nào đi nộp cái Rosette lắm. Tại vì cái Rosette là nó không có được sạch. GTL thì nó chỉ đúng có cái phần này, là đúng một cái phần tool của các bạn thôi. Giờ anh không thể nào bỏ vô đây được, cho nên mình thì lát có gì để anh xuất GTL riêng. Rồi thì cái phần này nè, các bạn phải cần phải để ý, anh cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, có thể là các bạn chưa có quen. Nhưng mà dù chưa có quen hay sao gì đó thì các bạn cũng phải cố gắng. Một khi mà các bạn đã làm về sếp thì bắt buộc các bạn phải làm cho cái phần khối này nó được ổn nhất. Rồi các bạn cứ nhờ nghĩ đi, không phải lúc nào leader cũng sẽ ngồi có nhiều thời gian để ngồi chỉ cho các bạn đâu. Thì lúc này á, leader chỉ có thể là đưa cho các bạn một vài cái gợi ý, còn phần còn lại là vẫn là các bạn. Nếu mà các bạn cứ làm lúc ban đầu á, sếp mà không có được đẹp thì leader rất là mệt. Thì leader nó rất là mệt, và khi mà mệt quá thì nhiều khi á, người ta cũng sẽ không có đủ gọi là sức để người ta cứ ngồi chỉ cho bạn đầy đủ. Đặc biệt là mấy cái sếp mà Nhân hay bị
Có nghĩa là nhân làm được nhưng mà đôi khi á chưa có gò ép lại được cái sếp của bản thân. Ví dụ như cái chỗ này thấy rõ nè, nếu mà so về một cái phần tay á thì cái phần ngón tay của các bạn nè, rồi so lại tiếp những cái phần bên này thì gần như cái sếp nó rất là khác biệt rất là nhiều. Và đặc biệt nữa, các bạn chắc các bạn cũng hiếm khi ai ngồi để ý, còn chứ còn anh tụi anh làm á, tụi anh ngồi sửa tới sửa lui cái vụ sếp rất là nhiều nha, gần như là anh là hay bỏ bỏ thời gian ra sửa, nó tập trung vào cái sườn sếp rất là nhiều trước khi mà tụi anh đi vào chi tiết. Thì cái phần này nè các bạn hay bị không có để ý. Đây, nếu mà bây giờ á các bạn nhìn thấy rõ ha, bây giờ anh vẽ cái phần màu đỏ lên nè, các bạn sẽ thấy là cái sếp của các bạn nó rất là kỳ ở chỗ này. Không phải cứ đợi lên chi tiết là các bạn mới thấy được đâu, mà lúc này á anh nói là rồi, ở phần thời điểm này á các bạn chỉ cần nhìn cái silhouette của nó như thế này thôi là các bạn đã thấy cái bàn tay của các bạn nó rất là lạ rồi. Không. So với bên này nè, các bạn sẽ thấy cái silhouette rất là khác. Silhouette của mình nè. Bây giờ silhouette là gì? Giờ anh nói lại ha, silhouette chỉ là một cái hình bóng thôi, nó dạng giống như là không, đừng có nhìn vào tập trung bên này mà anh chỉ cần nhìn ở bên ngoài. Nếu mà các bạn muốn nhìn hình bóng cho dễ thì anh sẽ bật cái này lên và các bạn sẽ thấy cái silhouette của anh. Nó sẽ đây. Thấy rõ không? Nhìn cái hình thế này nè. Chưa? Và thậm chí bây giờ á, em thử đưa cái bàn tay lên và em sẽ thấy được cái shape của cái tay của mình nó có như thế này hay không. Thì thường á, cái bàn tay đẹp của mình á, nói chung là không dị dạng đi, gọi là đẹp thì cũng kỳ quá. Tại vì người cũng có tay người này tay kia, ví dụ người lùn người người mập có tay này, người ốm thì có cái shape tay. Nhưng mà cái thế tay cái khúc xếp lúc này á, cá nhân anh á, anh sẽ kéo cái khúc này xuống nữa. Ví dụ nhìn từ khúc này nè, nó sẽ cần phải kéo phần khúc này xuống một, và nó từ khúc nè đỉnh này nha, nếu mà các bạn dựng low poly á thì các bạn cần phải biết là nó sẽ nghiêng như thế này nè. Rồi từ đây nè nó mới hướng cái bàn tay tay của mình ra đây. Và anh cũng không biết là Nhân đang định làm là bàn tay này là bàn tay của một người nói sao ta, bàn tay nhỏ hay sao đó, vừa lùn vừa bè. Thì cái này là dạng bè nè, tại vì á so với cái trạng thái nếu mà anh lấy cái phần này đi ha thì mọi người sẽ thấy, sẽ tập trung là mọi người sẽ thấy cái phần này khá là bè. Rồi. Nếu mà vẽ ở đây thì nó sẽ là vậy vậy. Thấy không? Rõ ràng cái sếp ở đây nó sẽ là chỉ có ngắn nhiêu đây à. Cái độ này nè, nó chỉ có ngắn có nhiêu đây à. Nếu mà về cái độ phần này. Thì thông thường á anh cũng nói rồi, rep thì các bạn cố gắng kiếm rep đẹp, thì thật ra là anh đã kiếm rep cho các bạn, việc còn lại của mình đó là cố gắng mình dò theo cái rep để mình làm. Các bạn có thể nói là à, tại thầy ơi tại vì người thì có người này người kia thì tụi em cũng có thể làm người xấu cũng được vậy. Thì đúng, cái này không sai, anh không có phản biện cái phần này, đúng các bạn có thể làm người xấu tại nhân vật cũng sẽ có người lùn người xấu người mập người ốm vân vân. Nhưng mà ở đây là lúc mình đang luyện tập. Mình đang luyện tập gò ở một cái tiêu chuẩn chứ không phải là gò ở một cái gọi là bất tiêu chuẩn. Mình làm ở một cái người tiêu chuẩn cũng không phải gọi là người mẫu lắm, chỉ là một người bình thường thôi, thì những cái sếp như thế này các bạn cần phải chỉnh lại nè.
Đó, lý do tại sao mà có những cái tay nè, thì ok, những cái tay này các bạn sẽ thấy là cái shape nó rất kỳ. Cái khúc này á, anh phân tích lại nha, đây không phải là lúc mà nó duỗi thẳng bàn tay. Các bạn nhìn thì nó tưởng là nó duỗi thẳng bàn tay, nhưng mà thật ra cái này nó đang cong lên. Chính là nhờ cái hình này nè, các bạn sẽ thấy rõ là hình này nó không phải duỗi thẳng so với mấy cái hình này ha, mà là nó cong lên nè. Thấy không? Chính vì nó cong lên cho nên cái shape ngay chỗ này nó đã bị thay đổi góc nhìn rồi, nó không còn đúng, không còn phù hợp với cái dạng mà mình có thể dễ dàng mình nhìn. Ví dụ như đây là duỗi thẳng tay nè, còn đây là cong, nên nó đã khác rồi. Thì ở đây lý do tại sao anh đưa cái này ở đây là vì các bạn có thể tham khảo để làm detail, thấy không? Đây là detail. Rep có nhiều loại ý nghĩa. Rep dùng để cho các bạn coi hình xếp, và rep dùng để cho các bạn coi detail material, chứ không phải lúc nào á các bạn cũng sẽ kiếm được full tất cả ai cũng duỗi thẳng tay như thế này đâu ha. À, không có đâu. Ví dụ như rep ở đây anh nhìn để lấy khối cơ, mai mốt các bạn gắn khối cơ vô nè. Đó. Bạn tập đi như thế này nè, đây là rep, mục đích của những cái rep như thế này. Đây, còn rep cũng có các bạn tay lùn nè. À, cái bạn tay bự nè. Khả năng là đây là người mập. Đây duỗi nè. Thì dù bất cứ gì á, thì khi các bạn nhìn thấy cái phần phân tích này á, các bạn cũng sẽ thấy được cái shape của nó đều thiên về cái hướng này. Không, cái độ trùng ở đây nó sẽ không có trùng như thế này đâu. Rồi, thì chỗ này Nhân sẽ cần sửa lại khá nhiều. Đây, của bạn Oanh cũng giống như vậy. Mặc dù đây là những mảnh lắp ghép, nhưng mà thật ra cái mảnh lắp ghép này các bạn làm chưa có được ổn lắm. Và các bạn cũng nên biết, khi mà các bạn làm mảnh lắp ghép này lúc này á, mà còn chưa ổn nữa, thì khi mà các bạn scup lên cực kỳ khó. Tại vì đây là mảng mới cái lắp ghép sơ thôi đó. Các bạn giống như đang xây nhà, mới xây phần thô của một căn nhà thôi. Các bạn chưa có xây dựng từng vách ngăn phòng gì cả, thì cái căn nhà của các bạn lúc ban đầu mà cái hình nó rất là méo mó gì đó, có khả năng nghiêng nữa, thì khi mà các bạn xây lên khả năng là căn nhà nó sẽ sập. Đây là một cái kiến thức gần như anh nói rất là nhiều. Vì vậy á, các bạn cần phải cố gắng để xây lại cái căn nhà của các bạn cho tốt, chứ hình thái như thế này á, là không ổn. Cũng giống như Nhân thì anh sẽ cố gắng phân tích các cái sai của các bạn thôi. Các bạn phải cố gắng sửa. Ví dụ như nhìn vào đây nè, cái silhouette của các bạn là như thế này nè. Các bạn có cảm thấy là nó có gì lắm không? Đúng không? Cực kỳ gọi là không đúng. Đây. Cái này anh đang chơi theo cái hướng gọi là gần như là nặng tượng rồi đó. Có nghĩa là các bạn sẽ đi lấy từng mảng đất sét, các bạn ngồi lắp 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 vô từng cục từng cục từng cục từng cục, chứ không phải là đi thẳng từ cái khối sphere này nha. Phần này của là bài của ai ta, để coi lại. Cái này của Trang. Trang thì khúc này á, cố gắng làm cái bàn tay bớt lùn lại. Tại vì nếu mà anh nhìn theo cái hình này nè, thì anh sẽ thấy cái shape của mình nó đang như vậy nè. Tay nó sẽ khá lùn ha.
cố gắng mình đẩy cái phần này nó cao lên một chút, lên từ cái khúc trên này nè, để cho nó có cái khối ở đây. Đẩy bằng tay này nó thon lại chút, nó sẽ có ra một chút ha, nhưng mà cố gắng mình đừng có đẩy cái đùn tay của mình như thế này quá, cái đùn này gọi là bự quá, cong bự quá. Nhẹ nhẹ chút thôi. Thì các bạn nào mà gọi là đang muốn tìm hiểu thêm anatomy thì đây cũng là một dạng để mình tìm hiểu học anatomy nè. Còn của bạn Hy Phùng thì nói chung là bạn khá là chăm, lúc mà còn ngồi đang tết thì cái gì đó thì bạn cũng có gọi hỏi anh cách làm. Về cái phần sếp thì anh thấy gần gần khá ổn, tuy nhiên thì mình sẽ cần phải có một sự điều chỉnh một chút. Thứ nhất là bên của bạn Hy á, cái phần cái đầu đề anh kiếm không biết có cái tay nào vậy không. Rồi. Thì cái phần ngay chỗ này của bạn nói sao nè? Nó cái chỗ này nó ngắn quá. Ví dụ như từ cái khúc này á mà các bạn đi so đối chiếu lên á thì gần như là cái đó, để coi coi. Nếu mà trả về lại vậy đi. Đây. Thì cái tỷ lệ của các bạn á, thường là hay cái khúc này nè, nó bị vượt quá đi ha, nó khá là cái đoạn này á, tính ra là nó cần phải dời vào đây thêm một khúc ở đây nè, để khi mà cái đằng này chập lại á, đối chiếu á, thì các bạn sẽ thấy nó gần gần ngay giữa cái khúc này. Chứ còn bây giờ á, nếu mà anh thật sự mà anh chập lại á, thì cái vị trí ngay chỗ này nè, nó cong ngay chỗ này nè, có thể là nó lên bằng bằng cái khúc này luôn, là cái này bị quá rồi. Nghĩa là ở cái vị trí điểm này nè, cái phần này cần phải dài hơn nữa. Rồi, vị trí này của mình còn phải dài hơn nữa. Để khi mà nó chập lại cái ngón tay của bạn á, bây giờ bạn khép hẳn cái ngón tay lại của bạn á, thì nó sẽ gần ở bằng cái điểm khúc này. Được. Thêm cái nữa là của bạn Hy á, anh nghĩ là bạn chưa có ngồi chỉnh lại mấy cái chiều. Cái kiểu tay này á là dạng giống như bị gãy xương. Nhìn thì đúng, tại vì bạn scope cũng khá là ổn, cho nên cái mình sẽ nhìn chưa có ra được. Nhưng mà nếu mà theo như cái kiểu này á, là các bạn sẽ thấy cái từng cái đốt xương này nè, các bạn sẽ thấy xương của mình đang bị gãy. Và mời các bạn lấy thử cái tay của mình, các bạn bẻ theo từng cái khớp xương này coi có phải là đúng không. Bẻ xong nhớ vô chấn thương chỉnh hình, đừng nói anh suối nha. Ha, nhìn thử ơi, đây là những cái hướng xương của mình nè. Nếu mà theo tự dựa theo cái của bạn á thì anh thấy rõ ràng á là cái chỗ này á mình đang bị bẻ nè. Bẻ bẻ gần như tất cả mọi cái á nó đều về một cái hướng này. Ha. Nói chung là scope khá ổn, có điều là cái này nó bị sai cái anatomy chỗ này quá.
Ơi, ngoài ra thì cái chỗ này của bạn á, làm khá là hẹp. Các bạn nên biết giữa cái phần mà ngón trỏ với lại thằng ngón cái của mình á, bao giờ cũng có một cái màng. Nhưng mà nếu mà các bạn làm ở đây như thế này á, rất khó có cái màng. Chính xác không? Gần như là các bạn thử giãn tay rồi, các bạn phải thấy một cái màng không? Ở đây gần như là không có được cái màng. Và đây cũng là một trong các điều mà anh hay nói với các bạn á, là nếu mà ở lúc trạng thái low của các bạn mà làm chưa có đẹp á, các bạn đi ngồi đúp đúp sụp tool này, anh cũng không hiểu tác dụng của nó để làm gì khi mà cái cốt nhà của mình nó chưa có được ổn. Các bạn đúp lên rồi mai mốt các bạn ngồi sửa sẽ rất là khó. Tất nhiên đối với anh thì anh vẫn có nhiều cách để anh sửa, chứ không phải là không có. Chỉ là ý nói á, lúc ban đầu á, mình sẽ cần phải chậm chậm chút, cố gắng canh những khúc nào á, mình cần sửa lại những cái phần khối nè, phải tập trung vào cái phần khối, rồi một ít về anatomy lại một chút trước khi là các bạn đi sụp ngồi đi sụp division này. Ở đây các bạn scope chơi thì anh không nói, mà mai mốt á, thực tế các bạn đi làm, các bạn lào rồi Z làm thì những cái này sẽ là những cái nhược điểm chí mạng. Chí mạng là sao? Tại vì kinh nghiệm của anh làm rồi, anh biết khi mà các bạn làm sai như thế này á, ngồi sửa sẽ rất là khó và sẽ ngồi nhăn rất là nhó, nhăn nhó thẳng mặt luôn. Tại vì sao? Mình làm gần sắp cuối rồi mà giờ kêu mình sửa thì anh cũng ngán chứ đừng nói tụi em. À, cố gắng hiểu ý anh ha. Cái này là anh chỉ có nhắc sơ sơ để cho các bạn biết là tương lai nếu mà các bạn làm á, sẽ đụng chạm rất là nhiều. Nhưng mà anh đánh giá rất cao các tinh thần tự học này. Cái sập này anh sẽ giảm xuống để có sửa khối gì á thì nó cũng dễ. Tại vì có thể ở lúc này á, các bạn chưa có hiểu cái hết được cái ý nghĩa của cái phần khối lóc. Về sau khi mà các bạn giống như là các bạn đi làm quanh năm ăn hành nhiều rồi đó, các bạn sẽ thấy là cái những cái này á, nó rất là quan trọng. Tất nhiên là ai đi theo modeling thôi. Còn nếu mà các bạn học modeling chỉ để cho các bạn biết thì nó sẽ khác so với những người đã đi chuyên sâu. Ai mà đi chuyên sâu thì phải luyện cái này rất là nhiều. Không phải low, không phải high mà tất cả các gì nó cũng sẽ giống nhau đó. Low cũng phải yêu cầu lock, cái locking kinh á phải càng tốt nữa. Tại low rất là ít lưới. Nó sẽ không có bù cái khuyết điểm được giống như thằng hai. Thằng hai thì mặc dù á, các bạn có thể làm sai một chút nhưng mà nhiều khi á, các bạn ngồi scope đẹp quá thì thì nhiều khi người ta cũng cảm thấy không có cần thiết, người ta cũng bỏ qua những chi tiết sai của các bạn. Đó thì các bạn sẽ thấy rõ ràng nè ha, cái phần mà anh sửa là cái phần lóc này nè, bắt đầu anh dần dần anh sửa phần lóc này nè. Đây nè, thì các bạn sẽ thấy cái khối xếp của mình nó bao giờ ngay cái chỗ này á, nó cũng sẽ dương ra ha. Còn cái phần mà cái cẳng tay của mình á, cái khuỷu tay của mình chứ, à sorry, cái cổ tay, thì cái khúc này của mình nó nhỏ quá, nó cần phải bự ra cỡ này nè nó mới tương xứng được. Thì hồi nãy là do anh đẩy cái khúc này ra cho nên nó đã bị khác so với thằng cũ, mà sau khi mà anh đẩy xong á thì anh sẽ cần phải cố gắng chỉnh lại cái phần cổ tay lại.
Thậm chí đôi khi các bạn cũng có thể bỏ cái hình mà các bạn làm xong á, nếu mà các bạn không có cảm mường tượng được cái hình của nó thì các bạn cứ bỏ vào Photoshop, các bạn ngồi phân tích. Nãy giờ anh giảng cái phần này có bạn nào cảm thấy khó hiểu cái chỗ nào không? Khó hiểu thì để anh sẽ giảng lại. Vậy có thể là nhiều khi mà anh giảng lẹ quá các bạn nghe không kịp, hoặc là có một vài cái kỹ thuật nào đó các bạn cảm thấy đang bị khó. Thì các bạn khi mà các bạn làm với Giros á, thì thật sự Giros nó cũng không có giới hạn bạn làm lưới lô hay lưới hai, nhưng mà anh vẫn khuyên á, các bạn cố gắng làm lưới càng ít càng tốt. Tại lưới càng ít á, thì các bạn sẽ chú trọng về phần shape hơn so với là phần detail. Còn một khi mà các bạn đã quất lên lưới cao á, nhiều khi anh nói thiệt á, là các bạn sẽ bỏ qua cái phần shape rất là nhiều, mà các bạn cứ ngồi đi đập chi tiết một nùi vô, cái này sẽ bị rất là nhiều. Cũng giống như cái chỗ này của vậy, cái chỗ này á của bạn á, nếu mà về phần sếp á thì ở đây khá là chắc, cái này do ăn bánh ú ngày Tết hoặc là bánh chưng bánh tét nhiều quá ngày Tết nó mới có cái hình trạng như thế này nè. À, anh kỹ ha, đây là giống như bánh ú bánh chưng bánh tét rồi đó, thì anh không biết là các bạn có bị đó không, chứ cái tay của mình bình thường là ở đây không có nọng như thế này đâu. Nó chỉ có một ít ít là khúc này thôi, lên khúc này nè cũng thon thon, còn này chắc ăn uống quá độ phì cái bụng rồi. Ok. Rồi cái sếp này thì cũng khá ổn, không có bị hỏng nhiều lắm. Thì cũng gọi là các bạn, nói chung là các bạn, tại vì các bạn chưa quen nên sẽ có một số cái cần điều chỉnh thôi ha. Ở đây thì không, hồi nãy là giờ đó là anh ngồi chỉnh cái mặt trước, còn bây giờ qua thí dụ như qua bài bạn Hiếu á, thì anh chỉnh cái mặt sau cho các bạn dễ hiểu hơn, có nghĩa là có trước có sau luôn. Rồi, bây giờ nè. Ok, đưa bàn tay của các bạn lên trước. Các bạn có cảm thấy bao giờ cái bàn tay của mình, cái khúc này nè ha, với cái khúc này nè, nó có bị nghiêng một khúc như thế này lắm không? Thường á thì nếu bàn tay của mình á, nó sẽ là dạng như thế này. Ok. Rồi là Như Lai thần chưởng, nguyên cái chưởng vô mặt nè. Đó.
cung thẳng ra thì các bạn sẽ thấy á, thông thường á, cái phần này của mình ha, nó sẽ không có nghiêng như thế này lắm đâu. Có nghĩa là phần này các bạn kéo ra quá rồi, mà nó sẽ thường vậy nè. À, thử đi, cái tay của các bạn mà các bạn ở hình rep sống động nhất luôn mà. Rồi, ở đây một trong các những cái giờ khỏi giờ nếu mà không chụp hình rep kia lại thì các bạn ngồi phân tích với anh ha. Đây nè, có phải hình xếp này nó rất là đẹp không? Thì nếu mà đối chiếu từ cái điểm này nè, cái điểm ngoài này nè ha, đi xuống cái cổ tay nè, thì các bạn sẽ thấy cái rep này khá là đẹp. À, khúc này của mình, điểm này kéo xuống, kéo xuống xong mình sẽ bị mất một khúc này. Thì lỗi này gần như là đa phần là các bạn sẽ bị thôi, thậm chí nếu mà anh làm mà bất cẩn đi nữa anh cũng hay bị. Cho nên đó, khi mà anh làm đến cái phần bàn tay hoặc là một vài cái chân gì đó, nói chung là mấy cái mà thuộc về khối cơ của cơ thể người á, để làm cho đúng á thì mình phải để ý khá là nhiều. À, về ngón, thậm chí về cái ngón tay mà ngón út của mình á, cũng có thể là do ngón của các bạn nó dài, anh không biết. Chứ thường là ngón út của mình á, nó chỉ, thậm chí anh so lên cái bàn tay của anh luôn á, thì cái ngón út của mình nó chỉ bằng cái đốt của cái ngón ngón nhẫn của mình thôi ha, đốt thứ hai thôi. Còn các bạn thì thường quăng lên luôn đốt thứ ba nếu mà so ra cái này. Tại vì á, khi mà các bạn làm á, các bạn quên một điều á, là cái ngón nhật ngón út của mình á, nó không có cao như thế này, mà thường á, ngón út của mình á, nó sẽ nằm ở cái chỗ điểm này nè, không, nó nằm ở điểm này nè. Tại vì cái rep này á, anh so bàn tay của anh lên á, nó gần như giống nhau. Cái rep này nè với cái bàn tay của anh á, không biết là các bạn có khác hay không, nhưng mà cái rep này thường là giống giống với cái bàn tay của anh, không phải là tay anh thôi mà lại giống. Đây có một vài cái ngón thì nó sẽ như anh nói là không phải ai cũng giống, nhưng mà thông thường á nó không có vượt quá cao đâu ha, nó cũng chỉ gần gần cái khúc này thôi. Còn cái độ nhấp nhô của nó có thể lên một chút hoặc có thể thấp một chút, chứ không có cao đến gần như là phân giữa. Cái này là gần như là quá phân giữa nè, nếu mà đối chiếu cái này qua. Đây thì đây là mấy cái phần hàn lâm, thông tin hàn lâm của chúng ta để cho các bạn hiểu cái cấu trúc thôi, đúng không? Đây người ta gọi là cái tiêu chuẩn á, cái người ta lấy cái chuẩn thôi chứ cũng người ta cũng không có là vẽ rõ, nhưng mà cái này là một cái trong những cái mà gọi là cúp cổ điển, mà chắc anh nghĩ chắc các bạn cũng ít tham khảo cái này, mà thông thường anh nghĩ là các bạn sẽ ngồi nhìn mấy cái này nhiều. Thì bình thường mình nhìn những cái này nó sẽ tốt, tốt ở chỗ là nó có chi tiết đầy đủ, nó giống thật hơn. Mà thực tế khi mà nói về những kiến thức hàn lâm á, thì thông người ta quy về những cái khối căn bản, thì lúc này mình lại dễ nhìn nhất, dễ so sánh đối chiếu nhất. Không phải lúc nào nhìn cũng mấy cái này cũng là tốt. Tốt khi mà các bạn đã có cái khối, cái con mắt nhìn khối xếp chi tiết, tách ra từng khúc từng khúc. Còn đây là vẫn về cái kiến thức căn bản nè.
Đây. Thậm chí ở chỗ này nó cũng có ghi nè. Nếu mà các bạn để ý thì về cái này là về sau các bạn cấp chi tiết á, các bạn sẽ cần phải để ý ngay cái khúc này nó có một cái màng. Ngón tay của mình có cái màng nha. Các bạn nếu mà để nhìn là mình sẽ giống như có cái màng vậy đó. Nó sẽ có cái này. Không, nhưng mà nếu mà các bạn không để ý thì thường là các bạn bỏ luôn cái màng này của người ta mà các bạn đặt thẳng cái này vô luôn. Nè, đây có cái màng này. Đây không có nè. Đó, đây chỉ là về mỗi có mỗi cái bàn tay thôi, chưa có phải làm hết nguyên con người. Thì các bạn nghĩ đi, nếu mà các bạn làm hết nguyên con người á, các bạn cần phải có cái độ gọi là tập trung tỉ mỉ hơn rất là nhiều. Thậm chí ví dụ như cái chỗ này các bạn cúp cái mặt mặt từ trên nhìn xuống được, nhưng mà qua đến cái này thì xin thưa cái này là không đúng. Cái ngón cái của mình á, nếu mà các bạn làm ở cái thế gọi là thả lỏng đi thì nó phải nằm ở dưới đây. Thậm chí á, cái này á, giống như nếu mà nhìn vào đây ha, anh cảm giác giống như là ngón tay của mình cái giống đây là dạng ngón tay dị tật. Tại vì đốt xương của mình từ đây đến đây á, mình không có cái đốt nào ở giữa này nữa mà nó chỉ có một cái đường thẳng. Thì anh hỏi tại sao ngay cái chỗ này cái khối sép ngay chỗ này nó lại phồng lên như thế này. Nè, phồng lên một cái nè ha, đây là phồng lên một cái nè. Rồi sau đó qua đây lại phồng tiếp đi theo một cái đường cong, thì có phải là từ đây đến đây nè các bạn đánh một cái đường cong, rồi từ đây đến đây các bạn đánh tiếp cái đường cong như thế này. Đây là những cái nhỏ, nhưng mà những cái nhỏ này là những cái rất là quan trọng. Cảm giác giống như cái tay này á, là bị ai đó nắn gãy một khúc xong á, hoặc là chỗ này bị ai mà đập á, cho nó phồng u nguyên một cục. Ở chỗ này bị ai bẻ gãy cong lên nè. Cong hai đường à. Không. Nãy giờ giảng nhiều quá, có thật sự có ai bị khó hiểu chỗ nào không để anh giảng lại ha. Alo. Cái này tốt cho các bạn coi mặt trước mặt sau, nhưng mà những cái phần mà nằm ở cái mặt bên hông á thì thậm chí chỉ có cái này là dễ nhìn nhất thôi, mà cái tay này nó đang ở trạng thái bung tay quá, này thì hơi bị cong chút, không lẽ giờ đi kiếm rep thêm nữa ta. Thực ra còn mà cái thực tế nhất á, là cái rep mà ngay trước mặt là ngay trước mặt mình rồi. Cái chính là cái tay của mình á. Khi các bạn cũng ngồi coi tới coi luôn các bạn quên cái chi tiết là tay của mình là cái rep mà. Này xài rep quá. Cái ngón trỏ của mình mà chạy tới gần như là bằng cái ngón ngón giữa rồi.
PlayStation này có không? Chân thì bàn chân mình sẽ không có tốn thời gian cho cái bàn chân lắm, tại vì các bạn sẽ cần lấy cái nguồn kiến thức căn bản rồi mới mốt các bạn tự luyện riêng. Bây giờ ngờ dạy chân nữa thì lại tốn quá nhiều thời gian. Hy vọng cái này có. À, cái hình này hình như mình lấy rồi. Rồi cái này của female. Rồi cái này cũng được đi. Female với male nó cũng khác một chút về cái độ dài, độ cứng cáp thôi. Thì hôm nay anh nghĩ là chủ yếu là để tập trung vào cái phần xếp, chỉnh sửa mấy cái xếp căn bản của các bạn lại một chút. Rồi, ở đây nè, cái điều mà anh muốn nói á là chính là cái chỗ này ha. Nó hơi nghiêng chút rồi, cố gắng đẩy thẳng lại. Đây thì các bạn làm, các bạn nhớ để ý giùm anh một vài cái chi tiết như thế này. Ủa? Cấn nút. Mình cấn nút gì ta? Rồi, đợi chút, đợi chút. Bị rồi.
Bây giờ mình nó bấm gì đâu mà có nút gì đâu ta. Control. Rồi. Rồi, con chuột nó đang có vấn đề rồi. Bạn vẽ thì không sao. Đó, cái đống này. Ok. Tiếp tục. Thì á, khi mà các bạn làm á, các bạn để ý cho anh một vài các điểm ha. Thì thường á, khi các bạn làm á, cố gắng làm cái phần mà phần trên của bàn tay á, nó cần phải thẳng như thế này. Các ngón của mình á, thì nó có thể hơi cong một chút thôi, nhưng mà thực tế á, các ngón của mình á, nó vốn không có quá cong, không có cong như thế này, mà thường là nó sẽ thẳng luôn. Tại vì cong như thế này á, thường là chỉ có thể là do cái thịt của mình thôi, nhưng mà thực tế á, nhìn cái này á, nó sẽ không bao giờ mà cái tay của mình nó lại có cái độ cong như thế này được. Còn các đốt của mình á, khi mà từ đây á, mà có đi lên á, thì nó chỉ có lên được một chút thôi. Nếu không thì các bạn cứ thể bẻ thử là các bạn sẽ thấy cái ngón của mình á, cái đốt của mình á, nó sẽ không thể nào mà nó cong như nó có cái đường cong ở đây như thế này, thì thường các bạn sẽ hay bị sai cái vụ này lắm. Rồi. Và cái phần này nữa nè, anh cũng nói lại ha, khi mà các bạn làm á, các bạn cần phải để ý về cái đốt của ngón cái. Cái đốt ngón cái á, nó không có đi từ cái khúc này mà đi lên trên này hay gì đó, nó chỉ có thể là nó nằm từ cái đốt chỗ này nè, nó đi qua đây. Thì cái độ nhích nhơ nó chỉ ở khúc này thôi. Thì không mà các bạn á, hiếm khi nào mà các bạn đẩy cái ngón tay của các bạn mà đi thẳng băng như thế này được. Tại các bạn làm thẳng băng như thế này á, thật sự thì cái ngón của mình á, nó không có đẩy, nó chỉ có thể đẩy ở mức độ nghiêng thôi. Tại vì cái độ nghiêng này á, gần như nó quá nhỏ đi, cho nên các bạn cảm giác là nó thẳng. Thì các bạn cứ thử đi ha, lấy cái bàn tay của mình để trước mặt nè. Các bạn thử đẩy cái này mà ngang bằng với cái thằng này coi. Thử ngang bằng từ cái khúc này nè qua đây nè. Các bạn đẩy thử đẩy nổi hay không. Thật sự là nó ngang không ngang nổi luôn. Nó chỉ có thể là nghiêng thôi. À, nó chỉ có thể là nghiêng chứ không thể nào các bạn đẩy ngang cái này được. Nó chỉ đẩy nghiêng rồi sau đó các tay của bạn, do cái góc này có khi quá nhỏ nên các bạn cảm thấy là, tại vì cái tay của mình còn cái phần thịt nữa đó, nên thường là các bạn cảm thấy là nó sẽ như thế này, gần gần ngang ngang chứ không có, mình không có đẩy ngang như thế này được ha. Và nữa, cái phần ngón của mình á, các bạn để ý cái mặt này nè, nó sẽ là đi vào bên trong, nó sẽ nghiêng nha, nghiêng nha, anh nói lại nó nghiêng, nó không phải là úp 90 độ. Thì cái phần ví dụ như lấy ngón tay nào rõ rõ một chút. Ví dụ như phần này. Thì ngón tay của mình sẽ hay thường nghiêng, không có úp thẳng vào. Không có úp úp như thế này. Thông thường là các bạn hay quên á, anh cũng biết là các bạn ngồi hay các bạn đẩy cái phần này nè, gần như là nó hay hay đi chơi cái kèo này nè, để dễ á, các bạn hay chơi cái kèo này. Cái này là sai nè.
À, tại vì các bạn hay anh cũng biết là đối với các bạn mới á, các bạn hay để gì nè, xong rồi nè, các bạn úp cái mặt của cái ngón tay của mình xuống nè. À, hoặc là các bạn úp thẳng mặt cái ngón tay này gần như 90 độ. Để có thể ra được cái phần 90 độ này gần như là cái tay của bạn gồng rất là mạnh, các bạn phải ì gồng luôn á thì nó mới ra được cái 90 độ. Còn đây là tay của mình, khi mình thả lỏng, tay mình thả lỏng thì mình sẽ cần phải để cho có cái độ, có cảm giác là nó hơi thả lỏng thì nó sẽ nghiêng như thế này. Đây, đây là góc nghiêng nè. Ví dụ như cái này các bạn sẽ thấy nó có một cái độ nghiêng. Đó là một vài cái mà các bạn thường hay bị lộn hoặc là nhầm gì đó hoặc là không để ý. Rồi. Bây giờ mình cũng chạy 1 tiếng qua sửa bài, thì các bạn nào có mệt bài đây, các bạn cảm thấy mà nào còn khó hiểu nữa mà cần anh chỉnh sửa lại gì nữa thì các bạn có thể lên tiếng cho anh biết ha. Dụ như thầy ơi, cho em coi lại, chỉnh lại, có thể chỉnh lại cho em cái tay khúc này hoặc là cái tay khúc kia, thì cái đó cần phải dựa vào cái chung là sự chủ động của các bạn là nhiều. Ở đây anh thấy cái này cũng hơi bị sai sai chút nè. À, đặt ở đây là biết là đốt, nhưng mà cái đốt của mình á, nó không phải là cái đốt gọi là đốt mũi chích. Đây là cái khớp của mình, nó không phải nhỏ như thế này. Các bạn có muốn làm ở cái trạng thái khớp á, thì ít nhất các bạn cũng cố cố làm bự cho anh chút ha. Đây mới gọi là cái khớp của bạn nè. Rồi. Lý do tại sao mà anh đặt đây thì đây là chỗ ngay cái đốt của cái bàn tay với lại cái phần cánh tay của mình. Thì tính ra ở đây nó sẽ còn có thêm một cái cục đốt ở đây nữa. Đốt xương của mình mà. Đó, nếu mà các bạn muốn làm vậy thì anh chỉ cho các bạn làm, chứ đừng đặt cái đốt cục này lên đây nó giống như cái cục gì á. Rồi các bạn có làm bài nộp bài thì anh rất là hoan nghênh các bạn. Bây giờ để tranh thủ tiếp á, thì mình quay lại với cái bài hôm bữa của mình. Rồi, cá nhân anh thì hôm anh cũng nói rồi ha, làm gì làm, cố gắng ngồi làm cho tốt cái sếp. Ví dụ như ở cái phần này các bạn cũng thấy là anh không có làm cái sếp một cách ẩu tả được, mà anh cần phải chỉnh đi chỉnh lại rất là nhiều. Cũng chẳng cần phải ngồi làm dùng nhiều lưới làm gì. Tại cái sếp mà, sếp dùng nhiều lưới rồi hư cái ngồi sai ngồi sửa cũng trần ai nữa. Rồi thì bữa anh cũng có sửa tới sửa lui. Thì bây giờ chốt lại thì anh vẫn sẽ là cố gắng lấy cái mẫu này để làm rep. Tại vì thực tế thì cái mẫu này khá là đẹp, nhìn nó cũng khá là ổn ổn hơn. Thì bây giờ bắt đầu từ khúc này anh sẽ ngồi coi chỉnh lại cái sếp, tiếp tục dựa trên cái hình này. Rồi. À, để cho dễ dàng thì anh lấy đại một cái điểm nào đó để anh biết đọc, anh biết để anh chỉnh. Thì cũng giống như tụi em thôi, nếu mà không có lấy một cái điểm nào đó để bắt đầu á, làm chuẩn á, thì rất là khó.
Ví dụ như bây giờ lấy từ cái cổ tay này ha. Ok, anh lấy từ cái cổ tay này. Thì bắt đầu anh so sánh lại, ví dụ như từ cái cổ tay này đi. Giờ anh so đối chiếu lên nè, chiếu nè, một chiếu 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 nè. Được chưa? Ví dụ như của anh bây giờ á, nó bắt đầu nghiêng nè. Ok. Thì tụi em cũng sẽ giống như anh thôi. Khi mà làm á, bắt đầu khi mà đã có cái một cái hình thái á, nó hiện hữu rồi đó. Thì từ cái thời điểm này mình sẽ cố gắng mình sửa lại từng chút trước khi mình vào chi tiết. Bàn tay nhìn thì nó dễ, nhưng mà để làm đẹp và chỉnh lại dần dần á, nó không có dễ đâu. Và ở đây nó cũng có mấy cái kỹ thuật ghép, gấp ghép mấy cái ngón nữa, cho nên sẵn anh lấy cái bài này để chỉ cho mọi người là vậy. Chưa? Đó, ví dụ như cá nhân anh cũng thấy nè, anh sẽ ngồi so sánh đối chiếu nè, mọi người cố gắng tập giống như anh vậy đi. Để đây nè. Rồi. Đối sánh, đối chiếu tiếp. Ok. Nhìn này. Cái bảng đây. Giờ đến lượt của thằng ngón giữa ấy. Ủa, cái này không có symmetry. Rồi, cái này do có symmetry thôi ha. Tắt cái này đi. Thì nói gì nói ra, bây giờ có kiến thức dựa vào rep cho nó dễ trước, chứ ngồi không có rep gì á thì các bạn cũng sẽ khó. Thì bây giờ mình thống nhất á, mình lấy cái rep này. Tại vì có thống nhất lấy rep á, thì khi mà anh sửa thì anh cũng dễ biết là các bạn đang xài cái rep nào. Còn những cái rep còn lại để cho các bạn hiểu thêm. Hiểu thêm là chủ yếu, không phải dùng nó làm rep chính. Đây rep chính. Rồi, kế tiếp qua đây. Ok, sửa lại chốt. Thì cái hướng nè, hướng nghiêng nè, hướng nghiêng nè. Rồi, đến thằng này. Thằng này bắt đầu nghiêng nè, hơi nghiêng nhiều nè. Ok. Chỉnh hướng trước đi. Mình làm từ từ mà. Không phải, không có gì ở đây, không có gì phải vội hết đó. Các bạn làm càng vội quá mà các bạn bỏ qua mấy chi tiết nhỏ, nó dễ sai lắm. Rồi, kế tiếp ha. Từ điểm này, ok, điểm này. Tạm ổn. Qua đây, cái này của anh nó hơi bị lài. Chỉnh lại tiếp một chút nè. Rồi từ đây nè, kéo kéo tiếp chút. Chưa? Đó, chỉnh, mình cứ chỉnh chút, chỉnh chút, chỉnh chút, từng chỗ từng chỗ. Các bạn càng làm chậm, các bạn càng tập trung vào những cái hồi đó, con mắt của các bạn càng nhìn nhiều thì các bạn sẽ thấy là cái độ khối của nó càng dễ nhìn. Các bạn làm càng lẹ, các bạn càng muốn đập chi tiết thì các bạn càng dễ sai. Không phải làm nhanh là tốt, mà làm cần phải chính xác để tránh cái trường hợp bị sửa quá nhiều. Sửa càng nhiều, mình càng mệt, làm càng dễ sai nữa. Tin anh đi, khi mà các bạn làm quá mệt rồi đó, các bạn bị sửa feedback nhiều quá là các bạn càng làm càng dễ nản. Ở đây không có cái kỳ tích đâu nha. Các bạn đi ngồi đọc mấy cái kỳ tích để cổ vũ tinh thần, ừ thì có thể có thôi, mà đa phần là không có kỳ tích đó đâu. Đó. Thì cái lượng lưới của anh không có quá nhiều, hiện tại anh cũng chẳng có subdivision gì cả, mà chủ yếu anh vẫn sửa tập trung vào phần sếp. Không quá chính xác mấy cái phần chi tiết nhỏ nhỏ, mà những phần sếp này nè, đây là những cái mà mình cần chú trọng nè. Dụ ngón dài ngón to gì đó, ok, tạm ổn. Bây giờ từ đây nè, tiếp tục nè, anh coi sao sao có thể cái này hơi chưa có đủ nghiêng nè. Rồi, cái này anh cần phòng ra hai bên chút nè. Thì cái việc kỹ tính nó không từ đâu ra mà từ chính các bạn tự luyện tập. Dụ như một anh senior, ảnh cũng chẳng thể nào có sẵn cái tính đó, mà ảnh phải thông qua rất là nhiều project, thông qua nhiều bài tập của ảnh mà ảnh mới có được cái tính đó.
thì các bạn cũng sẽ cần cần phải tự tập cái tính đó thôi. Đừng nói chung là đừng để cái ý nghĩ mình chỉ mới học, mình chỉ là một junior thì các bạn được quyền là các bạn bỏ đi mấy cái tính đó. Không nha, không nên. Rồi thì kế tiếp bây giờ bắt đầu anh phân tích sáp tiếp nè. Bây giờ các bạn sẽ thấy là lý do tại sao anh làm nó ổn hơn là tại vì á, ví dụ như khi anh làm là bắt đầu nè, từ cái điểm này ha, từ điểm này nè, anh thấy ở đây có một điểm ngấn nhẹ nè, không, ví dụ như từ đây của anh nè, điểm này ngấn bự quá nè, từ đây nè, thấy bị thụt không? Ok, từ đó anh mới tự, ví dụ như anh cảm thấy là nó bất ổn thì anh sẽ tự sửa lại những cái này. Có thể là chỗ này nó không có đủ lưới đâu, tại vì tính ra ở đây anh chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 5 lưới ngang thôi, thì 5 lưới ngang khả năng không đủ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh không kéo được. Chưa? Ngấn ngấn từ từ nè. Thì dựa vào cái điểm này là đã một ngấn nè, hai ngấn nè, ba ngấn nè, bốn ngấn nè, có nghĩa là bốn đường lưới. Vậy cần gì anh cần phải nhiều, anh chỉ cần bốn đường lưới này là anh đủ để kéo ra được cái ngấn này rồi. Đây là cái ý nghĩa của khi mà các bạn sử dụng, hiểu được cái tác dụng của low poly là sử dụng những cái đường lưới một cách có hiệu quả nhất nhưng không làm mất cái shape chính của nó. Không, không, ở đây nè, một ngấn nè, có phải một ngấn không, hai ngấn nè, đây hai ngấn nè, rồi đi bắt đầu đi xuống nè, được chưa? Rồi kế tiếp bây giờ nè, hình xếp này bây giờ anh sẽ cố gắng sửa lại cái hình xếp này. Rồi từ đây nè, mình đã có cái hình này qua đến đây nè, thì cái đoạn này á nó đang bị quá. Ok, anh chỉnh lại nè. Ở đây là cái màng, ở đây sẽ là cái màng, cho nên anh chưa có lưới ở đây á, nó còn rất là lung tung. Mà căn bản lưới lung tung quá thì cũng chẳng có ngồi làm scope gì đẹp. Thì anh nói lại, do chính vì thế á, mà chủ yếu tại sao ở đây á anh chỉnh shape là tập trung chỉnh shape là nhiều, chứ không phải đi ngồi scope chi tiết. Chưa? Ok, cũng giống như nãy nè. Một, ở đây có một đường ngấn ra nè. Ok, một đường ngấn ra nè. Thì cái khúc này anh đang cố gắng làm chậm nhất và giải thích cho các bạn nhiều nhất cái cách mà anh thường hay làm, quy trình của anh thường làm sẽ như thế nào đó, để làm sao mà cho cái xếp ổn nhất là chính là ở những cái điểm này. Dù như ok, nhìn tiếp nè. Cái này nó đang bị tụt về đây quá. Ok, anh kéo lên chút. Ví dụ như cái ngấn ở đây ha, nó có cái ngấn đây nè, đó. Chỉ cần một ngấn, một điểm lưới, một điểm lưới, một điểm lưới. Chính xác, ở đây chỉ cần ba đường lưới ngang. Đây. Chưa? Cái tiếp kéo nè. Còn đây thì chưa cần phải ngồi ghép ghép vô lắm, cứ để đây tạm thời vậy. Rồi từ đây đến đây cái dòng, cái phần của đây ngón cái nè, cơ của ngón cái ngay chỗ này ha. Rồi. Kế tiếp. Ok, đến đây là gần như là hai cái miếng này là hai cái mảng riêng rồi, cho nên chắc chắn là anh sẽ không có chỉnh gì nữa ở khúc này. Mà chủ yếu ở đây anh sẽ chỉnh lại cái ngón này. Hình thái của ngón này là ngay cái đốt, nó sẽ có cái đốt ngay chỗ này rồi. Đây. Rồi cái đốm nè,
Đây là đốt nè ha. Thì nhiệm vụ của anh là cần phải chỉnh lại cái đường đốt ngay chỗ này. Thấy không? Ai ai thấy khó hiểu thì nhớ lên tiếng hỏi. Hoặc là nói anh ơi chậm chậm lại, em đang bí khúc này chút. Nhớ nói nha. Tại nhiều khi anh không biết là các bạn có theo kịp anh hay không á. Thì chỗ này ok, anh cố gắng anh ép lại nè. Tại vì sao, nhìn ở đây các bạn cũng thấy rõ nè, cái đốt của chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi. Ừ thì đến đây anh còn phải có cái đốt cỡ nhiêu đó. Đốt nè. Đó, nè ví dụ như các bạn thấy cái đốt này không? Ok, anh đang cố gắng đẩy lại cho ra cái đốt này nè. Rồi, ép lại nè. Đó. Thì từ đây nè, anh mới tiếp tục lắp những cái thằng này vô tiếp. Lắp bằng cách gì? Giờ chưa có ngồi mệt mét đâu. Kéo thôi. Vẫn chỉ kéo thôi. Này thì tạm thời không cần. Hôm nay không cần với thằng này nữa. Bỏ đi. Và lúc ban đầu để này là để cho mình biết cái đốt thôi ha. Rồi. Giờ để cho ra cái hình này thì tiếp tục anh ngồi kéo. Khuyên các bạn khi các bạn đang luyện tập hạn chế em nghĩ trong đầu. Cái gì cũng đang làm theo rep thì hạn chế em nghĩ trong đầu ha. Mình lấy cái rep mình làm chuẩn, tại vì mình đang học mà, mình đang học vừa nghiên cứu những cái anatomy gì đó. Cho nên những cái rep là rất là quan trọng. Thường thì các bạn hay em nghĩ trong đầu lắm. Thật ra thì khi xưa anh cũng em nghĩ trong đầu nhiều lắm, mà em nghĩ xong thấy sai bét tài lè. Anh cũng không nói là các bạn cần phải làm chính xác 100%, miễn làm sao có hợp lý. Thì cái sự hợp lý đó thường là phải các bạn phải làm rất là nhiều bài, các bạn phải thông qua những cái lần sửa rất là nhiều, các bạn mới thấy được cái sự hợp lý của riêng cá nhân bạn. Còn lúc này á, đừng đừng lấy cái hợp lý của các bạn đâu, tại vì kinh nghiệm mình chưa có. Thì tốt nhất hãy dựa vào rep để từ đó mình biết cái gì mình đúng, cái gì mình sai. Ok. Từ đây ép tiếp chúng nè. Các bạn cũng thấy là anh hay có kéo nhẹ nhẹ và xoay rất là nhiều góc. Thì cá nhân anh cũng không có đạt đến cái trình độ mà làm giống 100% cái hình rep được đâu. Nhưng mà nó sẽ ở mức độ hợp lý, à nhìn vào các bạn cảm thấy nó đúng. Chứ không phải nhìn vào cái là, ôi trời nó sai bét lè. Lý do tại sao mà lúc ban đầu á, anh nói các bạn dựng những cái gót này ở mặt phẳng, rồi sau đó các bạn hãy đem qua đây. Thì tại vì á, những cái phần này á, nó không có cái độ thẳng để các bạn dễ so nữa, mà các bạn chủ yếu là lúc này các bạn sẽ ngồi xoay góc rất là nhiều để cho ra cái góc phẳng của các bạn. Ở đây anh đã tắt cái Burpesti rồi, thì lúc này nó gần như là góc orthographic. Mà orthographic thì nó sẽ không có bị méo mó, cho nên các bạn sẽ canh nó cũng sẽ ổn hơn, dễ hơn, ít bị lệch góc hơn. Rồi. Dần dần kéo mấy cái này ra lại. Thậm chí nè, các bạn nhìn nè. Ví dụ như lúc này á, anh vẫn chưa nói lại hai cái khúc này làm một. Nhưng mà cái hình xếp của anh á, nó sẽ là như thế này. Hình silhouette của anh nè.
Chưa? Đó. Có phải lúc này là anh vẫn là hai cái object khác nhau không? Nhưng mà anh cố gắng đẩy cái silhouette của nó theo gần gần theo cái hình rep. Rồi. Tiếp tục. Rồi, từ đây đi qua đây. Thì từ đây đi xuống đây nè, ví dụ như bây giờ á, anh so sánh đối chiếu ha, từ cái khúc này nè, ví dụ như anh lấy cái này làm bằng kẻ đi, anh cố gắng để cái này ổn gần gần nhất có thể. Đó, anh gần nhất có thể thì ví dụ như anh kéo nè, để đến đây là cái phần của cái cổ tay nè, thì nhìn vào đây nè, anh mới bắt đầu cố gắng kéo cái phần này theo cái hình dạng này. Đó, thì thay vì các bạn ngồi bỏ thời gian để các bạn ngồi đập chi tiết của một cái bàn tay thì hãy bỏ nhiều thời gian để chỉnh shape cho đẹp nhất có thể giúp anh. Có thể là một mai nào đó mà các bạn không còn ai ở bên cạnh để các bạn chỉ nữa, chỉ cho các bạn đúng các bạn sai như thế nào nữa thì chỉ còn cá nhân của các bạn. Thì các bạn cũng buộc phải sử dụng những kiến thức như thế này, những cái lời mà anh dạy như thế này để các bạn có thể tự xây dựng cái con đường artist của các bạn. Đúng không? Đây. Còn cái này mai mốt á, khi mà nối lưới lại lúc này anh sẽ đánh nó cong lại. Và các bạn cũng để ý nè. Cái bàn của anh á, cái bàn tay của anh á, nó sẽ không có cong, mà cái khúc này á gần như là nó sẽ đi theo một cái đường thẳng, tại vì sao, anh đang cố gắng sử dụng cái bàn tay mà nó vươn thẳng cái bàn tay này ra, chứ nó sẽ không có theo kiểu mà cong gấp khúc gấp khúc gấp khúc. Rồi thì đến đây nè, các bạn cũng sẽ bắt đầu để ý nè, cái mấy cái phần này nè. Nhớ nha, ngón cái của mình ở trạng thái nghiêng. Nó không nhất thiết phải nghiêng y chang như thế này, nó cũng không nhất thiết phải nghiêng giống như anh, nhưng mà nó phải nghiêng ở một cái góc độ nào đó. Tùy vào cái trạng thái mà các bạn muốn tay của mình nó thả lỏng như thế nào. Dù giờ anh muốn tay nó thả lỏng hơn thì anh sẽ nghiêng như thế này. Tại thai bằng thả lỏng thì mình không có ghì lực mà đã không ghì lực thì nó cứ theo cái trọng lực mà nó hướng xuống thôi, chứ nó sẽ không có ngang như thế này nha. Nó lại đừng làm ngang, ngang như thế này là sai nặng lắm. Đó, thì khi mà các bạn bỏ thời gian, các bạn bỏ công sức, các bạn làm từng ly từng tí, từng chút 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 như thế này á, nó mới dần dần cải thiện được cái kỹ năng của các bạn. Nó sẽ không cải thiện liền một phát liền đâu, mà nó sẽ dần dần cải thiện nha. Nó sẽ thông qua từng bài tập nhỏ mà các bạn làm, từng project mà các bạn làm trong công ty. Ai mà có dự định về sau tiến lên thành lead hoặc là senior thì những cái điều này là những cái điều kiện tiên quyết để các bạn có thể đi làm có thể lên được vị trí đó. Còn những ai mà dựa vào thời hoặc là dựa vào cái gì đó thì ok, cái đó anh không bàn nữa. Cái này anh chỉ bàn những điều kiện mà dựa vào năng lực của mỗi người. Rồi, ví dụ như ở bên đây, ok, anh luyện xong khúc bên này, bây giờ anh quay lại chỗ bên này. Bắt đầu từ đây, những cái khối này nè, nó không có đẩy ra quá, nó không đẩy qua quá như thế này.
anh chỉ cần muốn đẩy nhẹ thôi, tại vì anh đang theo rep này, anh không theo rep bằng tay của anh nữa, và anh sẽ theo rep này, cố gắng anh theo rep ha, đẩy nhẹ nhẹ, đẩy nhẹ. Và anh cũng nói rồi ha, cái chỗ này á, nó không có phùng phình giống như cái bụng bầu đâu, nó cũng nó có một chút cái khối như thế này thôi, nhưng mà nhìn nó sẽ thon. Thậm chí các bạn kéo nhích nhích một chút nó cũng đã có thay đổi sát rất là nhiều. Và cái điều này anh dạy rất là nhiều lần, anh nói các bạn nhích nhích một chút, nhích nhích xem xét nhích một chút, cứ thay đổi thế á, thì từng chút một của các bạn nó mới ra được cái sự thay đổi lớn. Thậm chí đôi khi mà mắt mũi của các bạn á, chỉ cần nhích một chút thôi nó cũng là cảm thấy sự khác biệt rất là nhiều rồi, đừng nói là nhích nhiều đó. Thì các bạn thấy rõ ràng không, anh chưa lên chi tiết, nhưng mà khi mà các bạn bây giờ á, anh bật full hết cái này lên, nó cùng màu trắng nè, các bạn cảm thấy cái bàn tay của anh nhìn nó hợp lý hơn so với cái lúc mà anh lên, anh chưa lên chi tiết gì cả, so với cái lúc mà hồi nãy, lúc ban đầu mà anh chưa á, thì anh xử nó à. Bởi tại vì á, cái này là từng object riêng, mà từng object riêng á, thì nó lại có những cái sub riêng, cho nên á, thí dụ như bây giờ anh sửa lại cái này á, thì nó không có thay đổi bên kia. Nhưng mà ví dụ ở đây á, ví dụ đây là bàn tay ban đầu nè, sau đó anh sửa lại nè. À, mình lấy cái rep mình này mình đo lại đi. Ok. Chưa? Giờ so lại với cái lúc mà anh sửa lại nè. Thì đây cũng là một cái bài của anh. Nhưng mà từ cái lúc ban đầu với cái lúc này các bạn sẽ thấy là cái bàn tay của anh bắt đầu nó thon gọn hơn. Nhìn nó ổn hơn rất là nhiều so với cái bàn tay này nhìn nó vẫn còn hơi mập mập một chút. Chưa? Rồi, có bạn nào khó hiểu nữa không? Thì hiện tại của mình đang là cũng gần 9 giờ rồi. Ok, thì mình có thể nghỉ giải lao 10 phút đi. Nếu mà ai có gì thắc mắc thì chat trên này đưa cho anh cái những cái thông tin nào mà các bạn đang thắc mắc để anh có thể tiến hành giải đáp. Tại tiến hành giải đáp này rất là quan trọng. Đừng sợ những cái dốt của mình, không hiểu cứ hỏi. Này là không giống như mình học hồi phổ thông hay là hồi học còn đi học ở trường gì cả. Thì hồi nãy anh cũng nói rồi ha, những cái phần này cố gắng các bạn làm càng nói chung là càng ổn nhiều càng tốt. Thì ban nãy là anh vừa tập trung sửa vào cái phần bàn tay, bây giờ tiếp tục anh sẽ coi tiếp cái shape của ngón tay sao cho nó cân bằng. Thì ví dụ như nhìn vào cái này á, các bạn nhìn thẳm sơ sơ thì ổn, nhưng mà nếu mà theo cái rep này á thì thực tế nó vẫn chưa ổn, bởi vì cái shape ngón tay của mình á nó sẽ hơi bự. Đây, bự phóng bự ra ha. Thì khi mà anh so sánh á, anh cố gắng anh để cho nó hai gần gần giống vậy nè để dễ dàng nói chuyện thôi. Rồi. Thì dựa vào cái shape này á, rõ ràng là mình sẽ thấy cái độ thon của nó như thế này. Còn ví dụ như của anh á, thì anh làm đến đây á, chiều dài từ đây qua đây thì nó gần gần giống rồi, không nói. Nhưng mà về cái phần mà cái độ to của ngón tay á, thì của anh rõ ràng á là có thể là sẽ hơi to hơn so với cái bên này. Thì nhiệm vụ kế tiếp của anh á, là cần phải chỉnh lại cái phần xếp ngón tay. Chưa? Thì cố gắng thôi, mình thật ra các bạn sẽ thấy như thế này, khi mà anh sửa các bạn sẽ thấy anh nhích gần như cũng khá là ít. Nhưng mà giữa hai cái vùng nhích này á, các bạn sẽ thấy rõ ràng á, là cái phần ngón tay của anh nó cũng đã thay đổi rất rất là nhiều. Đây.
Đấy. Cố gắng mà mình cố gắng mình tập trung mình làm, đừng có bỏ qua mấy này. Bỏ qua mấy này là về sau ngồi sửa rất là ư là cực. Cũng giống như trên đây thì những cái phần này anh sẽ bắt đầu anh so sánh đối chiếu lại, thì anh cảm thấy là cái phần đầu bắt đầu nó cần phải thon nhỏ lại một chút, bên này nhỏ lại một chút. Tại vì sao? Tại lúc này còn dễ sửa là đơn giản tại vì đây là những group, đây là những phần sub tool riêng biệt. Ví dụ bạn click qua đây nó đâu có ảnh hưởng bên này, bạn click qua đây đâu ảnh hưởng. Mai mốt mà các bạn ghép lại á thì cái độ ảnh hưởng nó rất là lớn. Nên thay vì á, phải đợi đến cái lúc đó mình ngồi sửa thì tại sao lúc này mình không tập trung mình cố gắng mình sửa luôn cho nó dễ. Rồi, tiếp tục bên này. Ở đây anh không xài scale, nếu mà các bạn giữ scale á, thì thực tế thì các bạn có thể scale khúc này lại cũng được, nhưng mà cẩn thận nha. Nhiều khi các bạn scale quá các bạn không để ý là cái ngón tay lúc này nó bị nó gần như là dẹp luôn á. Rồi ngón bên này thì ổn hơn rồi. Ok, chỉnh lại mấy cái đốt này. Nhớ à, mấy cái đốt này thật ra là để cho các bạn biết cái vị trí của mấy cái phần nắm đấm của các bạn thôi. Mấy cái đốt ngón tay nè. Để cho các bạn có thể so sánh đối chiếu dễ. Chứ còn thực tế thì về sau mấy cái này có cũng được, không có cũng không sao ha. Rồi. Sau khi mà làm xong, ví dụ như canh chỉnh lại những cái này nó ổn rồi, thì các bạn có thể bây giờ đến cái bước á, là bắt đầu mình sẽ nối các mesh lại với nhau nè. Thì các bạn lưu ý. Để nối các mesh lại với nhau, các bạn sẽ sử dụng Dynamesh. Để coi coi. Để tránh bị hư á, thì anh sẽ tiến hành anh làm một cái bên khác. Nếu hai cái này mà bị hư một cái á, là nó sẽ hơi bị khó. Nói chung là khó cứu lại được. Rồi bên này anh sẽ insert về cái mét bên đây. Ok. Rồi đến cái phần ngón. Ngón cái của mình. Ok. Rồi. Insert. Chưa? Thì lúc này nè, để có thể làm được hai tụi này nối lại với nhau á, thì các bạn cần phải mệt mệt hai cái thằng này lại. Thì anh sẽ mệt down nó xuống. Ok, dính rồi nè. Nhưng mà đây vẫn là hai cái rúp và hai cái mét này chưa hề cắt với nhau ha. Rồi. Kế tiếp thì các bạn có thể sử dụng Geometry, các bạn sử dụng Dynamesh. Thì dựa vào cái subdivision của các bạn mà nó sẽ có hai cái trạng thái, cái lượng lưới của nó sẽ nhiều ít khác nhau. Chưa? Thì lúc này ví dụ như bây giờ anh giảm xuống tí nữa cho các bạn dễ nhìn thôi. Thì các bạn sẽ thấy là nó nối lại với nhau nè. Rồi, còn về G-Dimensor á, các bạn có thể làm, nhưng mà nó không có dính lại với nhau.
theo kiểu giống như thằng trên, ví dụ như anh ấy anh thử nè, sau khi di chuyển sao nó sẽ không dính lại với nhau ha. Thậm chí các bạn có keep group, các bạn có detect, các bạn có free border gì nữa thì nó cũng như thế thôi. Legacy là cái cũ, chỉ là cái tính toán cũ của thằng ZMS phiên bản từ 2018 trở về số chỉ về trước chưa. Thì cái này gần như là nó sẽ không có dính lưới vậy với nhau, cho nên á khi mà các bạn làm cái phần này á, các bạn chỉ có thể sử dụng Dynamics. Với lại á, ngay lúc này á, cái lưới của các bạn rất là nhiều, rất là xấu, nó cũng chưa cần phải đẹp, cho nên lý do vì đó mà các bạn không cần phải quan tâm lắm cái lượng lưới. Sau khi mà các bạn làm xong cái này á thì mình mới nên sử dụng lại Z-Remaster để làm lưới lại cho ít. Nhưng mà yêu cầu là các bạn nên keep group giùm anh. Ví dụ như các bạn không keep group á thì những cái này á nó sẽ mất đi cái group. Mà mất đi cái group nó sẽ gây ra một cái sự bất tiện rất lớn, một chút anh nói. Lỡ bấm Z-Remaster rồi. Đợi một chút này ha. Đó thì nó sẽ mất đi cái phần group ngay chỗ này, nhưng mà cái mục tiêu của mình á là vẫn nên giữ cái group, mặc dù có thể là lúc này các bạn nhìn thấy nó xấu. Thì có thể là các bạn vẫn còn chưa có nhớ được cái tác dụng của group, thì giờ anh giải thích thêm về cái tác dụng của group. Group rất là quan trọng khi mà các bạn muốn ẩn cái khúc này hiện cái khúc kia để cho các bạn dễ làm, thì các bạn sẽ cần phải có group. Nếu không có group là gần như cái thằng này làm có thể bị dính qua thằng kia rất là mệt. Thì nhờ có cái group nè, các bạn mới có thể ẩn thằng này hiện thằng kia nè, thấy không? Nó sẽ dễ quản lý hơn so với cái phần mà không có group. Cho nên cái này rất là quan trọng nha, keep group giùm anh ha. Ok, quay lại với cái phần mà bên bên cái project này. Rồi, sau khi mà mình đã có phần bay xong, cố gắng chỉnh bay đẹp xong, thì lúc này là lúc mà các bạn cần phải gom lại mọi thứ. Gom lại nè. Mấy cái cục này thì gần như là bây giờ anh không cần thiết nữa thì anh bỏ nó đi. Tại thực tế thì ở đây cũng chẳng thấy có gì cần nữa nữa. Thực ra mệt vào group thì cũng được thôi, mà thấy cũng không cần thiết lắm. Rồi. Từ từ ha, những cái này nó đã thành một group rồi. Nhưng mà nó chưa có thở thành một mesh. Một mesh có nghĩa là cắt dính với nhau đó. Thì ở đây anh sẽ tiến hành sử dụng, nhắc lại, Dynamesh. Thì Dynamesh Resolution á, mình lúc này thực tế anh cũng chưa biết là nó sẽ thế nào. Cho nên thường thì các bạn cứ Dynamesh trước đi. Rồi các bạn cảm thấy lưới quá nhiều á, ví dụ như lưới quá nhiều quá thì các bạn có thể giảm lại cái resolution. Resolution dựa vào cái gì để nó có thể ra nhiều mét? Nó dựa vào cái unit. Ví dụ như các bạn sử dụng một object mà chỉ có khoảng 2 cm đó thì dynamic resolution sẽ cần rất là cao mới ra được nhiều lưới. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng một cái object mà 1 mét đó mà import vào đây á, thì khi mà các bạn sử dụng resolution cao nó sẽ ra cực kỳ nhiều lưới, lúc này các bạn phải buộc phải giảm lại. Cho nên cái resolution nó dựa vào unit của mình ha. Ví dụ như nãy thấy nhiều quá, ok giảm lại còn nhiêu đây. Chưa? Có thể là hơi thấp quá nên anh tiếp tục anh ngưng thì mới mức độ như thế này. Thì ở đây bây giờ có thêm một cái kèo vui nữa, bây giờ anh chỉ thêm tụi em. Là khi mà em Dynamics xong á, em sẽ thấy là cái group này nó gần như là nó tùm lum như thế này. Thì cái ý ở đây là sao? Ví dụ như group mà đang tùm lum như thế này á, thì khi mà các bạn muốn để coi trường hợp nào đây. Các bạn muốn một cái vòng lưới ngay chỗ này là để ngay chặn ngay cái khớp á.
thì sẽ rất là khó. Thì nhiệm vụ của lúc này của mình á, anh sẽ cần phải điều chỉnh làm sao để cho nó nguyên cái group này có nguyên một cái vòng, thì lúc này anh sẽ hướng dẫn. Và trước đó thì anh cần phải chỉnh lại cái group này để cho nó không có cái trạng thái mà tự nhiên có group màu xanh nó đi chạy chạy qua bên này ha. Để làm được vậy á thì anh sẽ cần phải chỉnh lại cái phần này. Có nghĩa là sao? Chỉnh lại cho mấy cái thằng này nó dính vào, đi vào vào hẳn luôn. À, cái kỹ thuật này rất là quan trọng để cho các bạn làm con character kia nha, không phải là cái này là chỉ cho vui đâu. Tại vì các bạn cũng biết làm nguyên con character kia rất là bự, mà các bạn thì không thể nào mà cứ lúc nào cũng từ một cái object các bạn làm ra, mà các bạn có thể sử dụng cái phương pháp đắp đắp đất sét như thế này, làm từng cục rồi lắp ghép lại với nhau. Nên cái chỗ này rất là quan trọng. Rồi sau khi ví dụ như chỗ này xong, ví dụ như anh dynamite lại, nó còn bị không? Hết hết bị lởm chởm rồi nè. Không. Còn mấy phần này thì không quan tâm lắm. Ở đây có bị lởm chởm gì mét này vuông qua mét kia không? Cũng không. Không có nhiều lắm. Rồi, kế tiếp á là bây giờ để cho nó có thể làm đẹp lại á thì anh sẽ sử dụng thêm một cái gọi là smooth. Thì ở cái smooth này các bạn giữ shift, nhưng mà lên cái rust này á các bạn sẽ cần phải đi tìm đâu rồi cái smooth rust của mình đây nè. Đây. Cái quay smooth này ha. Thì ở đây khi mà các bạn để vào đây các bạn sẽ thấy nó có hiện ra các dòng giải thích. Ví dụ như không là standard, một là stronger, nhưng mà các bạn đừng để ý, bây giờ các bạn thấy cái chữ số 6 bằng group border không? Thì cái group border nghĩa là nó sẽ smooth lại cái phần border thôi. Có nghĩa là đường biên giữa hai group. Thì bây giờ anh chỉnh lại số 6 nè. Khi mà anh smooth lại nè, các bạn cảm thấy nó chạy theo một vòng không? Rất đẹp đúng không? Thì đây chính là tính năng của cái thằng smooth by border nè. Đó. Để làm gì? Để một hồi mình remaster lại cho cái chỗ này nó đẹp hơn. Đường lưới của nó sẽ đẹp hơn là so với cái hồi nãy nó chạy tùm lum. Ok. Kế tiếp mình xuống remaster. Bật keep group. Keep group là để tác dụng gì? Giữ mấy cái group này lại không bị mất. À, các bạn cũng đừng ngồi làm lưới cao gì mà anh ha, ngồi làm lưới cao nó tính remaster càng ngày càng lâu cũng không có tác dụng gì lắm. Chỉ có tổ mệt thêm thôi chứ thực tế là không có tác dụng. Bây giờ các bạn thấy đường lưới này đẹp không? Không cần ngồi chỉnh tay nhiều. Nhưng mà cái này lại thiên về cái phần kỹ thuật, nói chung là các bạn phải ngồi tìm hiểu nhiều lắm. Thì cá nhân anh thì khi xưa anh cũng phải đi ngồi tìm hiểu nhiều lắm, được mấy cao nhân rồi làm tutorial á, thì anh thấy mấy cái step này rất là hay. Mà nhớ cũng mệt nữa. Rồi. Ở đây mình đã giải quyết xong cái phần khúc này. Nếu các bạn lười, các bạn đúp mấy này qua kia. Ok. Tại sao? Này giống nhau mà. Còn nếu mà các bạn cảm thấy muốn làm quen với cái step đó thì các bạn làm lại giống y chang cái bước này, hơi tốn thời gian chút thôi ha. Thì các bạn cảm thấy cái nào ổn thì các bạn cứ làm. Ví dụ như do thời gian của anh nó không có dư dả thì lúc này anh sẽ ngồi kiếm những cái giải pháp nào đó mà nó lẹ nhất, cho ra tác dụng và hiệu quả nhanh nhất thì anh sẽ làm. Thì tương lai các bạn cũng vậy, các bạn dựng hình thì các bạn phải biết được những cái technique nào đó cho các bạn làm nhanh. Chứ đi ngồi làm những technique chậm thì lúc đó thì các bạn cũng là người gánh ăn hành thôi, chứ đâu có ai gánh ăn hành giùm các bạn. Ok.
Trước khi đi tiếp thì anh hỏi lại cái chỗ này, các bạn có ai bị khó hiểu phần này hay không? Alo, alo. Rồi, hiểu ha. Ok. Hiểu hiểu thì rồi, qua đây. Thì anh cần Ctrl Shift D là để đúp nó ra một cái nè. Thay vì ngồi làm nhiều quá thì ok, mình kiếm cách nào đó cho nó giảm bớt khối lượng thời gian mình ngồi xử lý. Rồi, thằng này dài ra chút nè. Vẫn giữ được nét thon gọn của mình. Rồi. Thì cái shape là ở đây. Thì các bạn nếu mà khó hiểu, khó nhìn quá thì các bạn bật cái transparency ở đây chút. Vẫn ở đây chủ yếu vẫn chỉ là mu thôi, cho nên cũng chẳng có tốn gì công sức gì nhiều ở đó. Đây cũng gần gần, nói chung là sếp cũng không có đến nỗi lắm. Ok, sau khi này xong rồi thì mình không cần nó nữa, thì thằng này anh sẽ xóa nó đi. Tương tự shift D tiếp. Nhớ cẩn thận nha, đừng có ngồi scale thêm một phương rồi sau đó lại thấy nó lùng tẹt nữa. Nên lúc nào sẽ kéo một chiều rồi phải coi lại, kiểm tra lại. Kiểm tra lại mấy cái này chút. Ơi. Ok, đến đây. Rồi, Ctrl Shift D tiếp. Còn cái cuối là cái cuối này thì mình phải buộc phải chỉnh thôi chứ không ngồi đúp được nữa đâu. Đúp được nữa ngồi sửa sếp nó mệt lắm. Ok. Rồi. Lúc này đừng có ngồi ngồi scúp ngón tay giùm anh ha, tại vì lý do tại sao mình cần phải gom hết toàn bộ cái đống này. Toàn bộ cái đống này rồi sau đó mình mới tiến hành mình chỉnh sửa. Còn lúc này á mà mình đi ngồi làm hết nữa thì làm cái này xong scúp cho đẹp, scúp đẹp xong đến này ủa chết nãy giờ mình chưa mệt cái này. Sau đó lại mệt lại thì coi như mấy cái scúp của các bạn tiêu hết. Rồi mấy cái không cần thiết, ngón 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 bàn cổ. Ok, qua thằng này thì cũng giống như hồi nãy, cho mấy cái lưới này đi vào bên trong để khi mà mình nó không có bị chạy cái rúp khi mà nó mà nó lại dẹp lộn. Rồi. Ok.
Xong, bây giờ mình sẽ tiến hành Dynamax. Thì cứ mục tiêu của mình là mới Dynamax cho nó giảm cái độ lưới lại. Rồi, kế tiếp là mình cần phải smooth cái đường biên. Thì nhớ lại Rust nè. Smooth thì smooth nó thuộc về smooth Rust ở đây nè. Cái quay mod smooth mod của mình á là phải là số 6 nè. Thì cái này á còn áp dụng khi mà mình làm về vải vóc nữa, quần áo nữa. Thật ra cái phương pháp anh đang chỉ cho các bạn á là anh lấy từ cái kiến thức mà anh làm từ cái lúc mà anh chỉnh sửa lưới cho vải. Làm quần áo. Rồi. Kế tiếp mình Zero Master Keep Group on Ham bạc. Thì các bạn cũng thấy là lượng lưới ở đây rất là ít và nó rất là nhẹ. Nhưng mà lưới này lại rất là đẹp để cho các bạn scope. Chứ không phải lúc nào các bạn cũng ngồi bụp nguyên dàn lưới đến mấy trăm ngàn là nó ngon đâu. Hạn chế cái vụ đó lại ha. Rồi, ok, tiếp tục. Cái này với cái phần này. Trước khi chỉnh vậy thì hồi chỉnh mấy cái này đang chốt. Ôm ra. Mình cho ôm rồi. Mà khoan chút cái đã. Cảm giác chỗ này chưa ổn lắm. Rồi anh sửa sáp là chỗ này lại một chút lại. Không, ví dụ như cá nhân anh khi mà anh làm á, thậm chí anh cảm thấy cái gì đó sai sai anh còn phải tự chỉnh sửa lại rất là nhiều nữa. Đây vẫn như anh nói cái này là nghiêng nha. Chỉnh sao chỉnh chỉnh cố gắng cẩn thận, tự nhiên hồi từ cái nghiêng hồi mình làm mất nghiêng là mệt lắm á. Tại vì khi mà kéo ở khúc này á thì mình đang kéo theo cái hình xếp hình rep, mà khi mà kéo vậy á
chỉ là một cái kéo cho mình thang thấy hướng này thôi, mà có khả năng là những cái hướng khác mình nó cũng dễ bị hư, nên anh buộc phải ngồi xoay rất là nhiều hướng để kiểm tra lại, đừng tập trung quá vào một góc. Ừ thì có thể góc này nó đúng nhưng mà góc khác có thể nó hơi sẽ hơi bị sai. Mà cũng kiên nhẫn ha, tại vì mấy cái khúc này á, các bạn mà mất kiên nhẫn á, các bạn thôi chứ chán quá tôi làm lẹ cho rồi á, là tiêu quá. Một chút đây là cái đường xương của mình nè, khớp xương ngay đây chạy qua đây. À, cái này không có dễ đâu, cho nên ngồi cố gắng chỉnh chỉnh chút lại cho nó ổn. Ok rồi, sau khi này xong rồi thì quay lại với cái tiết mục của mình, gom hàng từ trên cục này là cục ở dưới. Này chất cho đi lên. Rồi, cái này mệt đau xuống. Ok, cũng giống như hồi nãy, mình setup Dynamics. Ok ha, vẫn tiếp tục. Thì hồi nãy cũng giống như hồi nãy là anh làm từng cái để cho mọi người để thôi. Chứ nếu lúc này bây giờ anh ngồi chỉnh cái này nữa rồi một hồi anh mệt cái này nữa thì nó lại bị mất thời gian. Bây giờ đó thì thay vì ngồi mất thời gian vậy á thì anh sẽ tiến hành anh ngồi anh mệt hết cái đống này. Nó sẽ đỡ hơn. Xuống nè. Mệt đau nè. Rồi xuống tiếp nè. Thì con nhớ cái này là mệt visible nhưng mà thôi. Mệt visible là nó sẽ ra một bên ở cái tool khác nữa. Hơi ngồi tốn thời gian lắm. Ok. Mệt đau, mệt đau. Rồi. Kế tiếp mình sẽ tiến hành Dynamics. Ít ít thôi, nhiều quá mệt. Ok,
Sau khi tiến hành Dynamize xong rồi thì nhớ sử dụng Smooth Rust ở đây. Weighted Smooth là 6. Thì từ đây các bạn làm lại cái khúc này giùm anh. Máy này bị fill horn. Thì horn như thế này thì fill cái horn lại cái. Ôi đừng đụng, đừng đụng. Phiêu hòn này nó này. Wow. Rồi, để cho cái phần này nó chung lại thì anh sẽ group visible. Rồi, mấy cái này smooth lại đi. Hình như để coi cái này nó có chức năng smooth by group home. Nhớ hình như có. À, nó không có nhiều lắm. Thôi, làm tay đi. Ở đây thì nhiều bạn cũng đã dần dần quen một vài cái kỹ thuật rồi. Nhưng mà anh mong là các bạn cố gắng luyện thêm về cái shape, cái cách nhìn shape của mình. Tại kỹ thuật cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng của một người artist lại là nằm ở cái góc độ mỹ thuật. Mình cũng không lúc nào có thể lấy cái kèo kỹ thuật mà đi ngồi đắp cái vụ mỹ thuật được. Hồi xưa thì cá nhân anh cũng giống như tụi em thôi, anh là thuộc dạng mê về kỹ thuật. Nhưng mà sau đó thì muốn phát triển thêm thì buộc anh phải ngồi luyện lại cái giống mỹ thuật. Thì tức anh không có thể đi học ở ngoài thì anh cứ ngồi luyện cá nhân anh. Nhưng mà anh đặt cái mục tiêu của anh khi mà anh làm anh gò lại rất là nhiều. Tại vì đã không có ai xem chấm bài mình thì chỉ có cá nhân anh là anh thấy ui cái này xấu quá, chưa được, mình phải thêm nữa, mình phải sửa, cứ như thế mà nó sẽ tốt hơn. Rồi. Tại smooth nhiều quá thì bắt đầu nó teo lại. Ok nó. Sau đó thì mình sẽ dần dần mình chỉnh lại sao. Geometry, Geometry, ok, keep group. Rồi, mức độ target này không được, thì anh nâng cái này lên. Wow, cái này tốt hơn nè. Thì khi cái này đã ổn rồi thì bây giờ mình coi cái lượng lưới nè ha, mình chỉ có 4.000 thôi. Nhưng mà cái 4.000 này giúp cho tụi em sửa xếp cực kỳ dễ. Chưa? Từ đây nè, ví dụ như cái máy này hồi nãy á, mình smooth lại á, là nó teo lại. Ok, thì giờ anh inflate lại. Ừ,
Rồi còn cái smooth này á, thì anh tạm tắt nó đi, tại vì cũng không cần thiết nữa. Nhả nó về lại cái smooth bình thường. Tại các bạn mà giữ cái smooth đó tiếp nữa thì nó chỉ có smooth cái đường biên, đường bo, mà cái đường bên trong nó không khe nữa thì nó lại giống như cái tình trạng kia. Nhớ nha, khi làm cái này á, cố gắng đừng để cái mấy ngón tay khít. Tại các bạn làm ngón tay khít đó, nó sẽ cực kỳ khó để các bạn có thể retopology. Ví dụ như các bạn mà làm những cái game mà mobile thấp á, thì khi mà các bạn làm hai xong, các bạn muốn retopology lưới này lại thì các bạn không có thể chơi kèo GDMaster này được đâu nha. Nó không có đủ thông minh để giữ những gì mà các bạn muốn. Lúc đó là các bạn gần như là phải chơi kèo bằng tay. Và retopology cũng không phải là cứ muốn đi lưới như thế nào đi, nó cũng phải có một vài cái tiêu chuẩn của nó, làm sao mà đi cho lưới đẹp, lưới tốt gì đó. Thường thì có rất là nhiều người thích đi từ hai poly xong xuống đi lại retopology. Thì thích thôi, nhưng mà thật ra cái phương pháp đó thì nó hơi bị gọi là trốn tránh trách nhiệm. Thay vì mình làm low poly lên thì các bạn ngồi quất luôn hai poly. Là có nghĩa các bạn ở, có nhiều người sợ ở trạng thái ngồi làm low á, sợ low lắm, kéo lưới kéo gì đó không có được đẹp, thì lấy thằng Zeros ra để đắp bù lại cái vụ, mà đắp bù lại cái vụ đó. Các bạn cũng thấy là ví dụ như cả anh như thế này đây, mà khi mà anh làm anh cảm thấy khi mà nó đi lưới lại nó đang bị sai khối, anh cũng phải ngồi chỉnh khối lại chứ không có anh ngồi bỏ. Khối là ưu tiên nhất, sau đó mới đến chi tiết. Đừng bỏ cái quy tắc này. Thông thường là các bạn chưa làm xong cái khối, các bạn cứ ngồi được chút là các bạn ngồi đập chi tiết, ngồi được chút các bạn ngồi đập chi tiết. Rồi. Quan trọng của mình là lưới vừa đẹp mà rúp cũng vừa ngon nữa, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Thì những cái này thông thường là phải chày da chóc vẫy ở cái thời điểm mà lúc ban đầu nghiên cứu, anh ngồi anh lẫn làm cái này rất là nhiều. Thấy người ta sao mà làm cái này dễ thì mình phải ngồi nghiên cứu thôi. À thì hóa ra họ sử dụng cái phương pháp này.
Đó, chỉnh chỉnh chút lại thì sẽ bắt đầu ngon dần lại. Rồi. Đây lý do tại sao mà anh thích lưới ít nè. Ngồi kéo lưới cực kỳ thoải mái. Đó, ok chưa nè. Từ từ. Thì khi mà các bạn đã có xong cái coi như là cái phần xếp này là ổn rồi đó, thì lúc này các bạn có thể bắt đầu subdivision. Mấy cái móng thì các bạn cứ làm object riêng đi. Vậy thực tế thì anh quan trọng nhất là về cái phần kỹ thuật và cái phần shape của mấy cái này của bàn tay. Nếu còn ba cái chi tiết nhỏ nhỏ về sau các bạn muốn làm cho nó chi tiết hơn á thì các bạn cứ ngồi gắn thêm. Anh thực tế là lúc này anh sẽ không care cái phần đó nữa. Tại vì bài này chú trọng về cái phần vẫn là về phần shape và một vài cái technique là quan trọng. Còn scope thì anh đã có chỉ cho các bạn scope hết rồi. Thì cố gắng phân biệt những gì gọi là scope khối và phân biệt những gì gọi là chi tiết. Thường thì những cái scope khối á, ví dụ như những cái phần này nè, vẫn là cái phần khối. Còn phần khối là những cái mảng trên đây nè. Còn những cái phần này gần như là chi tiết. Đừng ngồi đập chi tiết quá nhiều, mà vẫn phải là đập khối khối nguyên cái xếp bàn tay, rồi sau đó từng khối xếp cơ, từng khối mô vân vân, nhô nhấp nhô gì đó, các bạn phải ngồi đập nó ra trước, cuối cùng mình mới liên quan đến chi tiết, chứ đừng ngồi nghĩ mấy cái này chi cho nó mệt. Nhớ lại ha, lúc anh làm cho tụi em á, không bao giờ mà tự nhiên khối chưa xong mà anh đi ngồi đập cái đống chi tiết này lên làm gì, nó chỉ tổ xấu mà ngồi khó xử lý hơn nữa, không có được ổn cho lắm. Rồi, sau khi xong bắt đầu sub divide nè. Cố gắng cũng giống như hồi xưa anh dạy sub divide đừng sub quá nhiều mà sub xong bắt đầu các bạn hãy cấp từ từ lên từng bước từng bước từng bước một. Ví dụ như chỗ này nè, bắt đầu nè, nó cần phải có khối nối dài nè ha. Rồi, ở đây nè. Thì đây là cái kẽ giữa các phần ngón. Thì thông thường thì lúc ban đầu mình làm gì có cái kẽ, thì lúc này bắt buộc các bạn phải làm cắt nó ra. Và đừng thấy khó khắc mà ngồi sub divide thêm một phát nữa. Đừng nên tập cái thói quen này. Cứ ngồi đập ra từng chi tiết mờ mờ ảo ảo, nhưng mà mình có cảm giác nó đang ra cái phần này, nó mới quan trọng. Nhiều bạn là anh thấy chưa làm xong, nhưng mà các bạn giống như là các bạn muốn che cái khuyết điểm của mình, là nó đang sai cái này sai cái nọ, là các bạn ngồi bắt đầu các bạn ngồi đập một nùi chi tiết. Xin thưa tụi anh có kinh nghiệm chứ không phải là không có kinh nghiệm, biết tụi em sai cái chỗ gì, cho dù tụi em có đập một nùi chi tiết đi nữa thì với con mắt của tụi anh á, nhìn vô tụi anh thấy sai tụi anh vẫn bảo sai à, ngồi sửa đi em. Đó.
Lưới không có nhiều phải không? Đâu cần lưới nhiều. Vẫn chỉ ngồi đập ra từng khối chút 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 nè. Rồi bắt đầu nè, nhớ nha, những cái này là những cái phần màng nè. Những cái phần màng nè. Không phải là ngồi giống như hồi nãy là anh có lúc ban đầu á, anh nói là cái phần này nè. Để ý ha, đừng có ngồi khoét cái xuống này rồi ngồi kéo cái đống này xuống như thế này là sai nè. À, cái này là không đúng. Mà phải ngồi khoét làm sao mà cho nó bắt đầu nó ra cái màng. Rồi bắt đầu đắp lưới lại cho nó ra đều ra lại nè. Thì những cái góc này buộc các bạn phải đi ngồi, nói chung là các bạn phải đi ngồi á, xoay các góc. Chứ không thể nào các bạn cứ đắp đúng một cái góc front rồi sau đó các bạn ngồi từ đó mình đặt lên luôn. Hoặc là có một từ từ trên đây là góc top nè, nhìn từ trên nhìn xuống xong giữ nguyên đó. Các bạn sẽ không thấy được những cái hiệu ứng lởm lởm ở chỗ này nó tốt được. Các bạn phải luôn luôn xoay, xoay càng nhiều càng tốt. Phát hiện ra càng nhiều góc càng tốt. Đó mới là tầm quan trọng của mình. Thì bài này anh cũng gắng cố gắng giải thích nhiều nhất rồi đó. Tại đây là mấy cái bài để làm nền cho các bạn. Còn đây là những cái chỗ mà cắt khớp của mình ha. Đây cắt khớp của mình nè. Đó. Nguyên cái cục nắm đấm của mình nè. Nhưng mà đừng có ngồi đục 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 nguyên như thế này, nó không có được ổn lắm đâu. Mình không có, cứ đánh nhẹ nhẹ thôi, đánh các bạn cảm thấy nó lên khói nè, lên khói vừa vừa nè là đủ rồi. Rồi thì khi mà các bạn dần rep thì có thể là không có đủ cho các bạn đâu. Thì khi mà các bạn làm đến cái khúc này á, các bạn cảm thấy khó hiểu á, thì ok giơ cái bàn tay của mình lên và các bạn sẽ thấy là cái những đường này nó nối để đi thẳng với nhau. Nhưng mà đi thẳng với nhau á, nó chỉ tạo ra cái đường giống như là đường xương của các bạn thôi. Các bạn cần phải có đường cơ thì anh đã chỉ rồi, đường xương, đường cơ. Đánh xong thì nhớ đánh cho anh cái đường cơ giùm chút. Đường cơ nè, chưa? Chứ các bạn cứ đập 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 thế này hoài á là nó chỉ đi theo một đường thôi. Nó rất là khó tạo ra cái đường nhô chỗ này thì buộc các bạn cần phải đánh đường nhô bằng cách đánh ngang. Được không? Đây. Không cần nhiều lưới. Chỉ mới có sập hai thôi nhưng mà các bạn vẫn cảm giác ra được đây là phần nắm đấm, đây là phần nắm đấm của mình nè. Ngoài ra các bạn có thể hỗ trợ bởi material thì các bạn có thể dựa vào cái setting đó để các bạn dễ nhìn hơn thôi. Thì tùy người ha, có thể người ta thì thích cái basic này, người ta thì có thể thích cái basic material bóng thì cái dạng này giống như là blend bệt rồi blin vân vân. Ai muốn sử dụng gì sử dụng, nhưng mà cá nhân anh thì anh hay sử dụng face shader. Face shader thì nó không quá bóng, anh thích cái độ thô của nó để anh nhìn. Có người sức bóng thì cứ bóng, anh không có nói gì cả. Cái đó là tùy vào cái độ thích của mình thôi ha. Mà tuyệt đối làm ơn đừng có sử dụng cái thằng màu đỏ này. Thật ra cái rep này nhìn nó rất là xấu. Mà anh cũng không biết làm sao khi xưa nó ngồi mặc định cái này nữa. Rồi, cũng giống như bên đây. Luôn luôn nhìn rep giùm anh. Đừng rời xa rep. Coi càng nhiều càng tốt. Để ý những cái chi tiết khúc mình làm. Những cái xương trên bàn tay này á thì các bạn cũng biết tùy vào cái độ cử động của các bạn càng gần á thì xương này nó mới nhô lên, còn không bình thường á thì nó sẽ không quá nhô nha. Cho nên khi các bạn đánh các bạn sẽ có hai trạng thái, một là các bạn muốn cho tay của các bạn hiển thị rõ thì các bạn có thể đánh gần nó lên. Không á thì các bạn đánh sao cho nó có cảm giác nó có cái khúc xương chạy ở đây thôi. Nó không có quá cần thiết là
các bạn phải luôn luôn đánh cho nó hiển thị cái xương này lên. Nhưng mà từ cái chỗ nắm đấm này nè, các bạn buộc làm gì làm, dù gần tay hay là không gần tay, thì nó cũng phải có một cái đường xương nó chạy. Cho nên cái chỗ quan trọng nhất vẫn là cái chỗ nắm đấm và nó gần lên cái đường xương của mình. Nhớ ha. Chứ không có cái kèo tay nào mà tự nhiên mất luôn cái khúc xương này đâu. À, ví dụ như các bạn thấy nè, nó vẫn đánh cái đường nhẹ nè. Tay thả lỏng đó. Rồi. Ơi, còn chỗ này thì không nói nữa, đây là cái khúc hôm bữa hình như có nói nhiều rồi. Đây là giao giữa cái khúc mà ngón trỏ với lại cái ngón cái của mình nè. À, và nhớ khi mà làm á, không phải lúc nào mình cũng cứ giữ nguyên, mà mình cảm thấy mà có nhiều bài cái gì đó sai, ví dụ như sai khối á, thì nhớ chỉnh lại giùm anh. Dù như chỗ này anh cảm thấy nó bị cục u quá thì anh tiếp tục anh chỉnh cho nó lè xuống. À, u này giống như là bị u ai đập lên cho một phát nó u một cục vậy á. Rồi ngón này thì đang thẳng, nhưng mà anh cảm giác thì anh không thích mấy cái ngón này quá thẳng, cho nên nó thường á anh sẽ hay làm một vài cái trạng thái nó xoay thì cắt thôi đi. Tại vì ở đây mình đang làm theo cái rep thẳng, bây giờ ngồi chỉnh ngón xoay nữa thì mai mốt các bạn lại khó, thì thôi anh giữ lại cái trạng thái này luôn, thì coi như thống nhất đi cho nó dễ. Có những cái á, thì chỗ này nó cao quá nó sẽ che mất cái chỗ này, các bạn sẽ không nhìn thấy, thì các bạn buộc phải đi ngồi xoay mấy góc này các bạn mới phát hiện ra được những cái gì mà nó không bất ổn nha. Rồi. Thì chỗ này là cái chỗ mà đốt nè, cái đốt của mình ở đây. Thì anh lúc này mình không có đủ lưới, không có đủ lưới không có nghĩa là không đánh ra được, thì anh đánh ở trạng thái cho ra cái cảm giác. Không. Đánh cho ra cái cảm giác. Rồi, tiếp tục. Ở đây thì để cho nó không, thì ở thông thường á, cái đốt ngay chỗ này á là cái đốt mình có nhiều da nhất, cho nên các bạn sẽ thấy nó khá là gần nhiều đốt ha. Nhưng mà chỗ này á thì các bạn đừng cố gắng đánh giống như cái chỗ này, cái mình đánh nhẹ chỗ này chút thôi. Anh chỉ đánh nhẹ chỗ này thôi, chứ anh cũng không có ngồi đánh cái như thế này gần lên nhiều lên quá rất là xấu. Rồi, cái phần ngón này thì anh chỉnh lại cho nó thon lại một chút. Thon ngang lại. Rồi, tranh thủ thì lúc này sếp nó vẫn còn rất là dễ chỉnh, thì các bạn cảm thấy tại vì lưới lúc này của mình cũng đang là khá gọi là khá nhiều để các bạn có thể chỉnh những cái sếp này rồi, thì các bạn cứ cố gắng chỗ này các bạn chỉnh chỉnh ra ra cái ngón tay của mình nó đẹp hơn. Bỏ cái này đi.
Đó. Cũng giống như thế, bắt đầu mình qua đây nhớ kiểm tra lại cái đốt của mình ha, cái đốt của mình là ở đây. Thì cái chỗ này sẽ nhô lên nè. Rồi, cái đốt ngay đây ha. Đốt ngay đây là nằm đây nè, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Rồi, coi mình có thể chỉnh thêm gì về cái sếp này không? Thì lý do tại sao mà đôi khi á, anh nói là nếu mà mình có group ha, thì khi mà các bạn cảm thấy mà cái này bị vướng cái này quá thì các bạn ẩn cái này đi. À, ví dụ như ẩn cái này. Rồi, ẩn ẩn nè. Rồi, ngược lại nè, thấy không? Nhờ có group mà các bạn sẽ có thể dễ dàng các bạn chỉnh cái này lại. Nếu mà không có group thì rất là khó. Mà phải là group á, mà sau đó làm cái đường lưới á, nó phải đi theo cái gọi đây là lưới flow nha. Đây gọi là flow của mesh. Nếu mà không có sự hỗ trợ của flow của mesh còn như thế này á, rất là dễ bị, nói chung là làm mấy cái này rất là khó. Nhớ khi làm kéo mesh á, thì nó có cái độ radius của cái size của cái mesh, cái rust của rất là quan trọng. Rồi, ví dụ như chỗ này nè, anh chỉnh xếp chỗ này rất là khó nè, thấy không? Đây nè, trường hợp nè, giờ muốn chỉnh sếp này ngồi ở đây nó cũng hơi bị khó đẩy, thì để dễ dàng anh ngồi dẹp cái này đi, dẹp cái này đẹp này, sau đó ngược lại thì cực kỳ dễ để cho em có thể chỉnh sửa là những cái phần này. Đó. Mấy đầu này nó nhọn quá, đẩy ép nó lại chút. Rồi. Có cái này đánh cho dễ luôn. Rồi xem đây cốt cho đây nhô lên chút nè. Mặc dù làm đây nhưng mà anh vẫn cố để ý lại coi cái sếp này lại chốt. Yeah. Cái này có vẻ như hơi bị
Rồi. Rồi, bây giờ đến cái phần phía mặt lòng bàn tay của mình. Thì ở đây nhớ mình sẽ có cái màng, nhưng mà cái phần màng ở đó thì chỗ này nó chưa có được đủ cái độ mà phần màng của mình á, thì thông thường á các bạn cũng có thể tham khảo cái bàn tay của bạn giơ lên á, là cái phần màng của bạn là sẽ nó nằm ở khúc này nè ha, nằm ở khúc này. Nhưng mà khi mà nhìn ở đây á, các bạn sẽ thấy là anh đánh cái chỗ này nó chưa đủ cái độ để tạo cái phần màng của đó. Lúc này mình còn cái đánh sâu nữa. Rồi, chỗ này chính là cái phần tạo màng nè. Tạo màng nè. Tạo màng nè. Dạ. Ok. Rồi, tiếp nè. Rồi, phần này thì nó bị phồng quá. Một là phồng quá, hai là cái phần này của anh á nó chưa có đủ độ to. Thì anh thấy là chỗ này của anh nó chưa có đủ độ to hơn là cho, thì anh sẽ kéo lại cái ngón này của anh. Rồi, phần này thì anh ép lại. Ok, sau đó thì anh bắt đầu anh đánh lại cái khối kéo màng nè. Thì cái màng tay của mình á, nó sẽ đi từ đây qua đây. Phần này thì tạm thời không cần nữa, đánh lại cho nó. Các bạn ghi nhớ nha, tại vì anh chỉ ở đây á, đôi khi các bạn quên đi cái kỹ thuật đánh của anh rất là nhiều. Nên có nhiều bạn á, thì khi mà scope á, các bạn sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Chứ cá nhân anh là anh chỉ cái kỹ thuật đánh rất là nhiều, mà ít ai để ý thôi. Đừng quan tâm nhiều quá, tại vì thực tế thì ở đây á, cái lượng lưới của mình á, nó vẫn chỉ mới có sập 2 thôi, nó không có được nhiều. Các bạn đánh chi tiết kiểu gì nó cũng không có ra nổi, nhưng mà cái quan trọng là cái phần khối của mình á, nó mới quan trọng hơn. Rồi, tiếp tục. Cố gắng ha, đừng phải lúc nào các bạn cũng cứ ngồi đập lưới, mà các bạn cần phải biết khi nào á, mà đôi khi á, mà cái của bạn quá phồng á, thì các bạn buộc phải lấy ra, sau đó các bạn mới đắp lại để cho nó giảm bớt cái tình trạng mà nó cứ phồng 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 lên từng cục từng cục từng cục. Đây là cái phần mà anh đã chỉ lúc mà đánh khối da rồi. Ví dụ như anh nè, không, nó cũng phồng thôi, nhưng mà nó sẽ không quá phồng, nó khá là nhẹ nhẹ mà các bạn vẫn có cảm giác được là nó đang phồng ha.
Rồi, bây giờ là đến cái đoạn mà màng của phần ngón tay cái. Còn đây đi theo cái phần màng của mình. Khi mà anh làm mấy cái này á, anh cũng cố gắng vừa chỉ nhiều nhất cho các bạn nhưng mà cũng không có rush các bạn quá. Có nghĩa là trong quá trình này á, anh làm là vẫn vừa khá là chậm chậm vừa show cho các bạn coi nhiều nhất có thể. Chứ nếu mà cá nhân mà anh làm cái này á, là chỉ trong vòng vài chắc chưa đầy một ngày là anh làm xong rồi. Thì đến cái phần này gần như là nó không còn thuộc về cái lúc căn bản nữa, mà lúc này về sau là các bạn sử dụng những cái gì mà anh đã dạy cho các bạn scope á, các bạn cứ sử dụng nó để các bạn đập tiếp. Tính ra cái scope ở đây á, nó sẽ không có khó bằng cái lúc mà các bạn scope da cơ cho cái phần đầu. Nhưng mà về phần sếp á thì phần thật sự là tay á thì thường là nó sẽ khó, tại vì nó có những cái góc độ mà hơi bị kiếm rep cũng không dễ. Nên các bạn có thể hơi khó mường tượng. Còn mấy cái detail á, thường thì anh chỉ lấy để tham khảo thôi chứ ngồi đánh theo nó 100% cũng mệt nữa. Thì anh đánh những gì mà dựa vào anh, những cái rep mà alpha mà anh có sẵn thì anh đánh rồi đó hơn. Nhưng mà vẫn giữ, cố gắng vẫn giữ những cái hình khối là chính. Rồi, ở đây là cái xương của mình nè ha. Đây là nguyên cục nè, đó. Các bạn muốn nguyên cục thì anh đây có nguyên cục, nhưng mà đừng có nguyên một cục mà đến nỗi nó giống như nguyên cục u này ha, không giống đâu. Chỉ hơi nhô nhô thôi. Rồi, ở đây đánh ra nhẹ nhẹ chút. Đó. Đây là cái anh cũng là thể hiện lại là cái lúc bài tập của anh là luôn luôn là anh làm từ cái lô trước, lưới ít trước rồi anh mới ngồi đập lên. Thì hôm nay mình dừng tới đây, rồi hôm sau có thể mình lại tiếp tục, vẫn tiếp tục với cái kèo mà bài của các bạn làm tới đâu thì anh sửa tới đó.
Tại nhiều khi mà anh làm xong rồi á, rồi các bạn không có bài nộp, rồi anh cũng không biết làm gì nữa thì hơi kỳ lắm. Trừ khi là anh có tới thẳng công ty rồi sau đó mình ngồi, mình có gì không hiểu thì anh ngồi chỉ trực tiếp rồi còn được. Còn này mình vẫn đang học online. Ơi, có bạn nào cảm thấy khó hiểu phần nào không? Thì bài của mình hôm nay đã kết thúc tại đây. Alo. Rồi, Nhân hiểu được thì nhớ cố gắng sửa cho anh cái sếp bằng tay nhiều vào. Ở đây có rất là nhiều bạn vẫn còn đang bị sai cái sếp bằng tay, mặc dù là nhìn thấy nó có thể hơi ổn ổn thôi. Nó chỉ là hơi hơi thôi chứ nó thật ra là nó cũng không có được ổn lắm.